Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 167. 10 chiêu, 100 chiêu, 300 chiêu. Sau 300 chiêu, Nguyệt Đông Thăng bắt đầu thấm mệt, ông ta ở tầng thứ 3 đạo cảnh mà dùng pháp khí đạo cảnh tầng 5 và 6 nên đã tốn rất nhiều sức lực. Mặt khác, Ngô Bình vẫn nhởn nhơ như không, anh có phải người không vậy? Nguyệt Đông Thăng không còn vẻ cao kỉnh như ban đầu nữa, thay vào đó là mỉm cười. Sau vài chiêu nữa, ông ta chợt lùi lại rồi cười nói, cậu bạn, dựa vào đâu mà cậu có thể trụ được đến giờ thế? Đương nhiên là 120 loại chân pháp rồi, nhờ đó mà có chiên thêm cả nghìn chiêu nữa cũng không thành vấn đề với Ngô Bình. Anh nói, vãn bối đã tu luyện khá nhiều pháp thuật nên pháp lực tương đối mạnh. Hả, pháp lực mạnh vậy thì chắc là cấp cao hả? Ngô Bình ngẫm nghĩ thì thấy chân pháp cấp thiên hơi đáng sợ nên anh nói, vãn bối có vài chân pháp cấp thánh. Cái gì, Nguyệt Đông Thăng suýt nữa nhảy dựng lên, cậu có chân pháp cấp thánh ư? Ngô Bình gật đầu. Nguyệt Đông Thăng nhanh chóng che đi vẻ kinh ngạc của mình rồi cười nói, xem ra con gái tôi tinh mắt thật. Ngô Bình hỏi, không đánh nữa à? Nguyệt Đông Thăng lắc đầu, thôi, đánh nữa cũng chẳng phân thắng bại được, chỉ phí sức. Ông ta đổi giọng nói, Thanh Ảnh, bố đồng ý cho con lấy cậu này. Ngô Bình ngẩn ra, nhưng anh có đồng ý đâu. Nguyệt Thanh Ảnh vừa mừng vừa vui, thật không ạ? Nguyệt Đông Thăng, thật chứ, nhưng đã làm rể ở đây rồi thì cũng phải gánh vác công việc của gia đình. Nguyệt Thanh Ảnh cười nói, đương nhiên anh ấy sẽ giúp nhà mình. Ngô Bình ho khan nói, Thanh Ảnh, thật ra. Nguyệt Thanh Ảnh ôm chầm lấy anh, Ngô Đại ca, cảm ơn anh. Ngô Bình không nói tiếp được nữa, còn Nguyệt Đông Thăng thì nói, nhà họ Thi đã mang xính lễ đến, muốn từ chối họ thì chúng ta cần một lý do chính đáng. Sau đó, ông ta nói với Ngô Bình, ngày mai, cậu hãy thể diện chút tài năng để Thi công tử kia biết khó mà lui. Như thế thì sẽ không đòi lấy con gái tôi nữa. Nguyệt Thanh Ảnh sáng mắt lên nói, bố định nói đến hội đỉnh tinh vào ngày mai ư. Nguyệt Đông Thăng gật đầu, hội đỉnh tinh sẽ chọn ra 10 công tử cho Thần Châu. Sau đó, ông ta hỏi Ngô Bình, cậu tên gì? Ngô Bình, vãn bối là Ngô Bình. Tiểu Ngô này, ngày mai cậu nhất định phải thắng Thi công tử ở hội đỉnh tinh. Không thì bên tôi hủy hôn, nhà họ Thi sẽ gây chuyện. Ngô Bình ho khan một tiếng rồi nói, Nguyệt gia chủ, vãn bối và Thanh Ảnh. Nguyệt Đông Thăng xua tay, cậu không cần giải thích, tôi đã đồng ý rồi, giờ cậu mau thả phu nhân của tôi ra đi. Ngô Bình vung tay lên, hắc khí xung quanh người phụ nữ ban nãy đã biến mất, bà ta lườm Ngô Bình rồi đi tới cạnh Nguyệt Đông Thăng, sau đó ó nghẹo nói, Đông Thăng, ông xem đi, cậu ta dám ra tay với tôi, đúng là quá đáng mà. Nguyệt Đông Thăng lườm bà ta, tôi bảo bà khuyên Thanh Ảnh, sao mà lại dùng hình với con bé? Người phụ nữ đỏ mắt nói, ông lại mắng tôi đấy à? Tôi làm vậy cũng là vì tốt cho Nguyệt Thị chứ sao? Nếu Thanh Ảnh không gả vào nhà họ Thi thì họ sẽ để yên cho mình chắc. Nguyệt Đông Thăng hừ mạnh nói, Thanh Ảnh là con gái tôi, dù vì bất cứ lý do gì bà cũng không được làm hại con bé. Bà về ăn năn hối lỗi 3 tháng cho tôi. Nếu dám ra ngoài nửa bước thì tôi sẽ chặt chân bà. Người phụ nữ còn định nũng nịu tiếp nhưng bị Nguyệt Đông Thăng lườm nên đàng cúi đầu nói, tôi biết lỗi rồi. Tiểu Ngô, cậu và Thanh Ảnh cứ nói chuyện đi, để con bé dẫn cậu đi tham quan nơi này, dứt lời, ông ta dẫn người phụ nữ rời đi. Bọn họ đi rồi, Nguyệt Thanh Ảnh mới hừ nói, bố em đang làm trò đấy, tưởng em không biết chắc. Ngô Bình lúng túng nói, Thanh Ảnh. Có phải bố em hiểu lầm rồi không? Nguyệt Thanh Ảnh ôm tay anh nói, không hiểu lầm gì hết, anh Bình, em thích anh. Ngô Bình câm nín, họ mới quen nhau bao lâu đâu mà thích. Anh nói, Thanh Ảnh, anh có gia đình rồi. Nguyệt Thanh Ảnh cười nói, thì sao? Ở đây, tu sĩ nào giỏi cũng có cả tá vợ. Em bảo, vợ anh có ghê không? Không bắt nạt em chứ? Ngô Bình thở dài nói, Thanh Ảnh. Đây là chuyện chung thân đại sự, em hãy nghĩ cho kỹ. Nguyệt Thanh Ảnh nhìn thẳng vào anh rồi nói, anh Bình, anh biết không? Khi anh xông vào đây cứu em, trái tim của em đã thuộc về anh rồi. Ngô Bình thở dài, thôi đừng nhắc chuyện này nữa, Hà và Lý cô nương đâu?
Nguyệt Thanh Ảnh vỗ vào đầu mình, suýt nữa em quên mất, họ cũng bị nhốt rồi, chúng ta mau đi cứu họ thôi. Nguyệt Thanh Ảnh dẫn Ngô Bình vào trong một hang động khác, bọn họ nhanh chóng tìm thấy Hà Tử Trần và Lý Thuần Như. Hai cô gái bị nhốt trong một nhà lao có cấm chế nên không thể ra ngoài được. Nguyệt Thanh Ảnh lập tức lệnh cho người ở đó thả họ ra, người gác ở đây đã nhận được lệnh của Nguyệt Đông Thăng nên cũng thả người ngay. Hai cô gái vừa được thả ra thì Hà Tử Trần đã hỏi, chị không sao chứ? Có bị ức hiếp không? Nguyệt Thanh Ảnh ôm Hà Tử Trần rồi nói, chị không sao, mau mà anh Bình đến kịp thời cứu chị. Hai cô gái thở phào một hơi, Lý Thuần Như nói, chị không sao là tốt rồi, bọn em muốn ra ngoài cứu chị nhưng cấm chế ở đây mạnh quá. Nguyệt Thanh Ảnh, đương nhiên, nơi này từng nhốt tù nhân đạo cảnh mà. Lý Thuần Như mỉm cười nói với Ngô Bình, nếu chị Thanh Ảnh đã thay đổi xưng hô với công tử thì chúng em cũng thế. Nguyệt Thanh Ảnh cười nói, ừ, nhưng giờ về chỗ chị đã rồi nói. Ngô Bình cùng ba cô gái rời khỏi nhà lao rồi bay tới một ngọn núi, trên núi có một biệt viện, đây chính là chỗ ở thường ngày của Nguyệt Thanh Ảnh. Có khá nhiều người làm ở đây, họ đều còn trẻ và thông minh, nhà cửa đều được xây với lối kiến trúc mới là mà Ngô Bình chưa từng thấy bao giờ. Bọn họ đến phòng khách ngồi, Lý Thuần Như hỏi, anh Bình, có phải anh đột phá rồi không? Ngô Bình gật đầu, đỉnh tinh đúng là nơi thích hợp để tu luyện, mới vài hôm mà anh đã đột phá rồi, giờ đang ở cảnh giới phản phác. Ba cô gái đều tỏ vẻ kinh ngạc, bởi chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà Ngô Bình đột phá những hai cảnh giới, đúng là siêu phàm. Lý Thuần Như, anh Bình, mới có mấy hôm thì anh ngưng luyện được bao nhiêu chân pháp rồi? Ngô Bình, 120. Cả ba cô gái lại được phen đứng hình. Nguyệt Thanh Ảnh hỏi, bao nhiêu cơ? 120 ư. Sau đó như ý thức ra được điều gì đó, cô ấy đứng bật dậy rồi nói, anh Bình, anh lĩnh ngộ được chân pháp cấp thiên rồi à? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chỉ cần dung hợp được trật tự cấp thiên thì dung hợp tiếp các trật tự khác sẽ vô cùng đơn giản. Ngô Bình cười nói, ăn may thôi ấy mà. Ba cô gái cùng hít vào một hơi lạnh. Lý Thuần Như khen ngợi, quá phi phàm rồi. Tu sĩ tu luyện được chân pháp cấp thánh còn nghìn năm có một, cấp thiên như anh thì mới là người đầu tiên đấy. Ngô Bình, gì mà đến mức ấy? Hà Tử Trần, không hề nha. Anh Bình, tiền đồ sau này của anh chắc chắn sẽ vượt xa tất cả thiên tài ở đây. Ngô Bình, ngoài tiên giới nguyên sử, chắc cũng có người tu luyện được cấp này rồi chứ. Hà Tử Trần, có nhưng cực hiếm. Dẫu sao nơi này cũng là một trong 10 đại tiên giới rồi mà. Nguyệt Thanh Ảnh, nói chung là quá đỉnh. Anh Bình, chắc chắn ngày mai anh sẽ dễ dàng đối phó được với nhà họ Thi. Ngô Bình, Thanh Ảnh, nhà họ Nguyệt của em là thế lực lớn ở Thần Châu thì tại sao phải lấy lòng nhà họ Thi? Nguyệt Thanh Ảnh nghe xong thì thở dài thườn thượt, kể ra thì dài lắm. Thần Châu là vùng phúc địa nên rất nhiều thế lực muốn đến đây. Khoảng 300 năm trở lại đây, bên ngoài xuất hiện một thế lực rất mạnh tự nhận là Ma Môn. Họ từng 3 lần cho người đến đánh chiếm địa bàn của Nguyệt Thị, tuy thất bại nhưng mỗi ngày họ đều mạnh hơn. Nhà em nhận được tin là môn chủ của Ma Môn vừa đột phá lên tầng thứ 7 đạo cảnh rồi, các trưởng lão trong môn phái cũng có 3 cao thủ đạo cảnh. Hơn nữa, họ đã khai quật được lăng mộ của cổ ma và lấy được các pháp khí ma đạo rất lợi hại. Ngô Bình, vì thế em lo nếu họ đến tấn công tiếp thì Nguyệt Thị sẽ không trụ được hả? Nguyệt Thanh Ảnh gật đầu, vâng, lẽ ra các thế lực của Thần Châu đều hỗ trợ lẫn nhau để chống lại Ma Môn. Nhưng không biết Ma Môn đã cho họ lợi ích gì mà các nhà khác đều không giúp nhà em nữa. Người trong tộc đang lo nếu Ma Môn đến tấn công tiếp thì các nhà khác sẽ dậu đổ bìm leo, phối hợp với Ma Môn để tấn công nhà em. Ngô Bình hỏi tiếp, Ma Môn đã tấn công các thế lực khác chưa? Nguyệt Thanh Ảnh lắc đầu, chưa, có mỗi nhà em thôi. Ngô Bình, lẽ nào Ma Môn có thù với Nguyệt Thị? Nguyệt Thanh Ảnh, không, họ tấn công Nguyệt Thị là bởi trong địa bàn của nhà em có một nơi bí mật tên là Thiên Ma Cốc. Trong đó có thứ do Thiên Ma cổ đại để lại, nhưng nơi đó rất nguy hiểm, tu sĩ đạo cảnh cũng chẳng dám vào. Ngô Bình, thế sao không nhường Thiên Ma Cốc cho Ma Môn? Nguyệt Thanh Ảnh cười trừ, nếu họ tiến vào Thiên Ma Cốc thì thực lực sẽ tăng vọt,
khi ấy Nguyệt Thị càng không phải đối thủ. Lý Thuần Như, các thế lực khác ngu thật đấy, nếu Ma Môn diệt được Nguyệt Thị thì lại bỏ qua cho họ chắc. Nguyệt Thanh Ảnh, cái lợi trước mắt đã che mờ mọi thứ, họ chẳng quan tâm đến hậu quả sau này nữa. Ngô Bình, vì thế bố em mới muốn em gả vào nhà họ Thi để lôi kéo họ về phe mình hả? Nguyệt Thanh Ảnh gật đầu, nhưng họ cũng biết là dù em gả qua đó thì cũng chưa chắc nhà họ Thi sẽ giúp. Ngô Bình, chuyện này phải tự dựa vào mình thôi. Lý Thuần Như cười nói với Ngô Bình, anh Bình, anh đã học thiên hạ cửu kiếm thì có thể bày thiên hạ kiếm trận để giúp Nguyệt Thị chống lại Ma Môn. Nguyệt Thanh Ảnh cười nói, thật ra dù không có kiếm trận thì thực lực của anh Bình cũng đủ để chống lại họ. Ban nãy, anh ấy còn đánh không phân thắng bại với bố chị. Lý Thuần Như ngạc nhiên nói, thế ư, siêu quá. Nguyệt Đông Thăng là cao thủ đạo cảnh tầng thứ ba mà Ngô Bình có thể đánh ngang cơ được, điều này chứng tỏ thực lực của anh rất mạnh. Ngô Bình, sao anh đánh ngang cơ với cao thủ đạo cảnh được, chẳng qua nhờ uy lực của pháp khí đạo cảnh thôi. Nguyệt Thanh Ảnh cười nói, pháp khí đạo cảnh có phải ai cũng dùng được đâu. Ngô Bình, nếu bày thiên hạ kiếm trận thì anh có thể giúp, nhưng anh cần ít nhất ba cao thủ đạo cảnh hỗ trợ mình. Nguyệt Thanh Ảnh nói ngay, không thành vấn đề, Nguyệt Thị đầy cao thủ. Ngô Bình gật đầu, thế thì được rồi. Anh ngập ngừng một lát rồi hỏi tiếp, mấy ngày qua, có tin gì của Ngạo Thế Đan Tông không? Nguyệt Thanh Ảnh, có. Ngày thứ ba anh lên núi thì Ngạo Thế Đan Tông đã cử người đến Thần Châu để nghe ngóng về hành tung của anh. Nhưng họ không đạt được mục đích, bên đó cũng báo đến là họ đã gạch tên anh ra khỏi môn phái rồi, đồng thời nhà họ Hồng kia cũng đang treo thưởng cho ai lấy được đầu của anh. Dẫu sao anh cũng hốt được cả mớ tiền của nhà họ nên đời nào họ chịu bỏ qua cho. Ngô Bình cười mỉa, kệ họ đi. Nguyệt Thanh Ảnh, mà Ngạo Thế Đan Tông cũng chẳng ra làm sao cả. Với một người có tư chất cùng tài luyện đan như anh, họ chẳng những không chịu lấy lòng mà còn loại anh ra khỏi môn phái, đúng là ngu xuẩn. Lý Thuần Như, các kiểu môn phái như này thì nội bộ lục đục lắm, họ không suy nghĩ theo lối bình thường đâu. Mà thật ra như thế cũng tốt, một Ngạo Thế Đan Tông nhỏ bé mờ nhạt này sao chứa được con chân long như Ngô Bình. Hà Tử Trần, đúng thế, rời đi cũng là cái hay. Nghe thấy vậy. Ngô Bình nói, anh đang muốn mở một đan lâu ở tiên giới nguyên sử, các em có kiến nghị gì hay không? Hà Tử Trần nói ngay, mở đan lâu thì đương nhiên phải đến Thiên Nguyên. Thiên Nguyên có nhà họ Cát là thế gia luyện đan hàng đầu của tiên giới nguyên sử. Nguyệt Thanh Ảnh, Tử Trần, anh Bình đến địa bàn của nhà họ Cát để bán đan dược, em thấy có hợp lý không? Chị nghĩ mở ở Thần Châu là hợp lý nhất. Lý Thuần Như cười nói, hai người đừng giành nhau nữa. Theo em thì mở ở cả hai nơi. Nguyệt Thanh Ảnh cười nói, cũng đúng, anh Bình, anh đã lấy được đan dược trong lò kia chưa? Nghe thấy thế, Ngô Bình mới vỗ vào đầu mình rồi nói, suýt nữa quên mất đấy, giờ anh ở cảnh giới phản phác rồi thì có thể lấy đan dược ra được. Anh lấy lò luyện ra rồi tiếp tục quan sát bằng cảnh giới hiện tại của mình thì đã có phát hiện vượt bậc, đan dược ở trong này có thể khiến một người có sức mạnh phi phàm. Nó là đan dược cực cao minh và mạnh mẽ. Nguyệt Thanh Ảnh tò mò hỏi, anh Bình, uống nó vào thì sẽ có lợi ích gì? Ngô Bình, nó có thể khiến tu vi của một người đột phá đến trên tầng thứ 5 đạo cảnh trong một thời gian ngắn. Nguyệt Thanh Ảnh, tầng thứ 5 đạo cảnh ư, quá đỉnh, người luyện chế ra nó chắc phải có tu vi trên cảnh giới này rồi. Sau đó, Ngô Bình bắt đầu lấy đan dược ra, anh vỗ hai tay vào thân lò. Nắp lò mở ra, một cột sáng to lớn dựng thẳng lên trời rồi bị Ngô Bình bắt lấy. Sau khi cột sáng biến mất, có 12 tia sáng bay ra và ngưng tụ thành 12 ảo ảnh thần ma tỏa ra áp lực khủng bố. Ngô Bình hét lên rồi kết đan quyết, cuối cùng ngưng tụ chúng thành một viên đan dược. Trông thấy ánh sáng tỏa ra, Ngô Bình cười nói, quả nhiên là vậy, uống đan dược này vào thì sẽ có sức mạnh của 12 thần ma. Nguyệt Thanh Ảnh hỏi, ai cũng có thể uống ư? Ngô Bình gật đầu, nhưng nếu là cao thủ đạo cảnh uống thì hiệu quả sẽ cao hơn. Nguyệt Thanh Ảnh nói ngay, anh Bình, anh bán viên đan dược này cho Nguyệt Thị được không? Ngô Bình cười đáp, em uống được thì anh tặng luôn cho. Nguyệt Thanh Ảnh, như thế không được, Nguyệt Thị là một gia tộc lớn,
em nhất định sẽ trả anh tiền. Anh chờ ở đây nhé, em đi gặp tộc lão. Nguyệt Thanh Ảnh đi rồi, Hà Tử Trần mới mỉm cười nói, chỉ sợ anh bị thiệt nên mới cuống lên đi đòi lợi ích đó. Lý Thuần Như, một viên đan dược thế này có thể cứu mạng trong lúc nguy cấp, dù có giá 1.000 tỷ cũng đáng. Hà Tử Trần, nếu là chị thì 5.000 tỷ cũng mua, nhất là khi bây giờ Nguyệt Thị đang gặp nguy hiểm, rất cần đan dược thế này để tăng lực chiến đấu. Không lâu sau, Nguyệt Thanh Ảnh đã quay lại rồi nói, anh Bình, các tộc lão nghe về hiệu quả của đan dược này xong thì đồng ý mua nó với giá 3.000 tỷ, nhưng em đã lấy được thêm cho anh vài lợi ích. Ngô Bình, gì thế? Nguyệt Thanh Ảnh, anh được phép mở đan đường ở địa bàn của Nguyệt Thị. Ngô Bình, cảm ơn. Nguyệt Thanh Ảnh, anh Bình, anh đừng khách sáo, hội đỉnh tinh vào ngày mai, anh nhất định phải giành vị trí công tử số 1 nhé. Ngô Bình hỏi, hội này do ai tổ chức? Nguyệt Thanh Ảnh, đương nhiên là chủ của đỉnh tinh, nhưng người này rất thần bí, đến bố em cũng chưa từng thấy mặt thật bao giờ. Lọt vào top 10 công tử của Thần Châu thì có lợi ích gì? Ngô Bình cười hỏi. Nguyệt Thanh Ảnh, nhiều lắm anh, nếu lọt tốt thì anh sẽ có một căn nhà dùng để tu hành trên đỉnh tinh mãi mãi. Tuy không bằng căn của Nguyệt Thị, nhưng cũng không kém hơn là bao đâu. Còn nếu anh thành công tử số 1 thì anh sẽ có căn nhà ở vị trí tương đương với căn anh từng ở trước đó. Còn nữa, sau khi lọt top rồi, anh có thể vào điện tinh lĩnh ngộ truyền thừa cổ ở đó. Xong, các truyền thừa này đều rất khó hiểu, chưa từng có công tử nào lĩnh ngộ được. Tuy nhiên, anh mạnh thế thì khéo lại lĩnh ngộ được gì đó. Ngô Bình gật đầu, ngày mai, anh sẽ cố hết sức. Nguyệt Thanh Ảnh, thì công tử kia tuy xấu nhưng có thực lực rất mạnh, anh phải cẩn thận nhé. Ngô Bình, Đúng lúc này, bên ngoài vọng vào một giọng nữ, nghe nói chị mình tìm được một đức lang quân như ý, em đến xem thế nào đây, có ai ở nhà không? Nghe thấy giọng nói này, Nguyệt Thanh Ảnh biến sắc mặt. Lý Thuần Như hỏi, ai thế chị? Nguyệt Thanh Ảnh hừ một tiếng rồi đáp, Nguyệt Linh Vân. Con gái của mụ đàn bà độc ác kia. Hà Tử Trần, cô ta đến đây chắc không có ý gì tốt đâu, nhưng kệ đi. Nguyệt Thanh Ảnh, để chị ra xem nó muốn gì. Cô ấy sai người ra mở cửa, sau đó đã có một nam một nữ đi vào. Người đàn ông mỉm cười tự tin, ăn mặc cao quý, xem ra chắc là công tử của một gia tộc lớn nào đó. Còn cô gái thì có dung nhan xinh đẹp, nhưng chưa bằng Nguyệt Thanh Ảnh. Nếu cô ta là mỹ nhân thì Nguyệt Thanh Ảnh phải cỡ mỹ nhân tuyệt sắc. Người đàn ông nhìn thấy nhóm Nguyệt Thanh Ảnh thì sáng mắt lên rồi cười nói, Linh Vân, ai là Thanh Ảnh cô nương? Nguyệt Linh Vân thoáng vẻ không vui nói, kia kìa, sau đó, cô ta liếc nhìn Ngô Bình rồi đánh giá anh. Nguyệt Thanh Ảnh, Nguyệt Linh Vân, cô đến đây làm gì? Nguyệt Linh Vân cười đáp chị, em đến xem chồng sắp cưới của chị trông thế nào thôi mà. Sau đó, cô ta lại nhìn sang Ngô Bình rồi thở dài nói, nhưng thấy rồi thì lại thất vọng, trông chồng tương lai của chị soàng quá, hay cũng là công tử của gia tộc lớn nào? Nguyệt Thanh Ảnh, không. Nguyệt Linh Vân ồ một tiếng, tu vi thì bình thường, lại không phải công tử của gia tộc lớn, lẽ nào chỉ là người bình thường? Nguyệt Thanh Ảnh, có bình thường hay không thì liên quan gì đến cô? Nguyệt Linh Vân, chuyện của tôi không cần cô phải bận tâm. Người đàn ông kia cười phá lên, Thanh Ảnh cô nương, Linh Vân cũng có ý tốt thôi mà. Đúng là người này không xứng với cô đâu, nếu cô đồng ý thì tôi sẽ giới thiệu lệnh huynh cho cô, chắc chắn anh ấy ăn đứt tên này. Ngô Bình không biết hai người này và cũng không định quan tâm tới họ, nhưng tên không biết xấu hổ này dám bảo có người mạnh hơn anh nhiều lần, khiến anh có hiền đến mấy thì cũng phải hóa thú, người mạnh hơn tôi đó đâu. Tôi muốn gặp xem có đúng không? Người đàn ông liếc nhìn Ngô Bình với vẻ coi thường rồi nói, không cần thiết, gặp tôi cũng vậy à. Tuy anh tôi rất giỏi nhưng cũng không hơn tôi là bao. Ngô Bình, nếu anh muốn Thanh Ảnh tin anh thì phải thể hiện cho cô ấy xem chứ. Người đàn ông đắc ý nói, anh nói cũng có lý. Để tôi tự giới thiệu, tôi là Du Tử Hiền, sư phụ là một thầy luyện đan ngũ tử đỉnh. Tôi đã có những tâm đắc của riêng mình về luyện đan, riêng điểm này thôi. Tôi nghĩ anh không có cửa so với tôi đâu. Ngô Bình bật cười nói, luyện đan à, vừa hay tôi cũng là thầy luyện đan này.
Du Tử Hiền sững sờ hỏi, anh là thầy luyện đan ư? Ngô Bình, đúng thế, hơn nữa cấp bậc của tôi còn cao hơn sư phụ anh cơ. Du Tử Hiền cười mỉa, cấp bậc cao hơn sư phụ tôi. Anh cũng giỏi khoác lác đấy. Ngô Bình lấy huy hiệu thầy luyện đan của mình ra rồi nói, anh có biết cái này không? Nhìn thấy huy hiệu 6 lò luyện màu tím đó, Du Tử Hiền ngẩn ra rồi lẩm bẩm, đây, không thể nào. Hà Tử Trần lắc đầu nói, đúng là nực cười. Đệ tử của thầy luyện đan ngũ đỉnh nhỏ bé mà dám coi thường thầy luyện đan lục tử đỉnh, anh lấy đâu ra tự tin vậy hả? Lý Thuần Như, người ngu dốt thì luôn không biết điều này có gì lạ đâu. Du Tử Hiền vã mồ hôi hột với vẻ ngượng nghịu, anh ta vội vàng hành lễ với Ngô Bình, ban nãy, tại hạ có mắt như mù, xin các hạ lượng thứ. Nguyệt Linh Vân bực tức nói, Tử Hiền, anh không việc gì phải thế cả, chỉ là thầy luyện đan lục tử đỉnh thôi mà, có gì giỏi đâu. Thấy người đàn ông của Nguyệt Thanh Ảnh xuất sắc như vậy, Nguyệt Linh Vân cảm thấy vô cùng ghen tị. Tuy Du Tử Hiền rất ngông nghênh, nhưng anh ta cũng rất thông minh và tỉnh táo. Một thầy luyện đan lục tử đỉnh xuất hiện ở Thần Châu, chắc chắn các thế lực lớn sẽ đua nhau lấy lòng để giữ anh lại. Anh ta nghiêm túc nói, Linh Vân, kể cả gia chủ nhà em gặp thầy luyện đan lục tử đỉnh cũng phải kính nể phần nào đấy, nói gì đến anh. Nguyệt Linh Vân còn định nói tiếp, nhưng Nguyệt Thanh Ảnh đã lạnh lùng lên tiếng, được rồi, không còn chuyện gì nữa thì các người về đi. Du Tử Hiền còn muốn nói chuyện thêm với Ngô Bình. Nhưng trước đó anh ta đã đắc tội với Ngô Bình nên giờ chẳng còn mặt mũi mà ở lại, vì thế đành bấm bụng kéo Nguyệt Linh Vân rời đi. Hai người họ đi rồi, Nguyệt Thanh Ảnh mới cười nói, anh Bình, lời nói của Du Tử Hiền đã thức tỉnh em. Bố em không biết anh là thầy luyện đan lục tử đỉnh, nếu ông ấy biết thì chắc đã phải kính nể anh lâu rồi. Nhưng bố em chưa phải người to nhất nhà, để em dẫn anh đi gặp Nguyệt Tổ. Nguyệt Tổ chính là cường giả đã thành lập Nguyệt Thị ở Thần Châu, người này tên là Nguyệt Như Hỏa, từng là thiên kiêu tuyệt thế một thời. Sau nhiều năm trôi qua, đến nay lão không còn màng chuyện thế sự nữa, mà chỉ chuyên tâm tu luyện. Ngô Bình, tại sao anh phải đi gặp Nguyệt Tổ? Nguyệt Thanh Ảnh, ngày xưa, lúc Nguyệt Tổ khai phá Thần Châu đã thu thập được khá nhiều dược liệu và bảo vật quý. Nếu người biết em sắp lấy anh thì chắc chắn sẽ rất vui, kiểu gì cũng tặng quà gặp mặt. Hơn nữa có Nguyệt Tổ làm chỗ dựa thì sau này chúng ta sẽ có chỗ đứng trong Nguyệt Thị hơn, đến bố em cũng phải kính nể anh phần nào. Ngô Bình ngẫm nghĩ nếu có dược liệu quý nào đó thật mà anh không lấy thì tiếc quá nên nói, thế đi gặp một lát cũng được. Hai người chuẩn bị một lát rồi đi gặp Nguyệt Tổ. Nguyệt Tổ đang bế quan trong Nguyệt Động, bên ngoài có một con vượn trắng canh gác. Nó cao 2 mét, ngồi một chỗ như thần giữ cửa, trông rất oai phong. Nguyệt Thanh Ảnh đi tới gần nó rồi lịch sự nói, tiền bối, tôi là Nguyệt Thanh Ảnh, 3 năm trước tôi từng đến đây, tiền bối có thể vào thông báo với lão tổ một chút không? Con vượn trắng gật đầu rồi nhìn vào bên trong, ngay sau đó nó đã nhích người sang một bên nhường đường. Nguyệt Thanh Ảnh mừng rỡ nói, Nguyệt Tổ đồng ý gặp mình rồi. Hai người sóng vai đi vào, đi được một đoạn thì họ vào một căn phòng đá. Căn phòng này không lớn. Có một người đàn ông trung niên đang ngồi xếp bằng trên cái giường đá ở bên trong. Người này có gương mặt tuấn tú, không có râu, mặc trường bào màu trắng, mái tóc dài xõa sau lưng, ánh mắt sáng ngời như trăng. Tham kiến lão tổ, Nguyệt Thanh Ảnh và Ngô Bình hành lễ. Người đàn ông này chính là Nguyệt Như Hỏa, lão mỉm cười nói, nhà đầu kia, mấy năm không gặp, con đã lớn thế này rồi. Sao tự nhiên lại muốn đến gặp lão tổ hả? Nguyệt Thanh Ảnh, lão tổ, con luôn muốn đến gặp người, nhưng sợ làm phiền người tu luyện ạ. Nguyệt Như Hỏa, lại vịn cớ đấy, đây là bạn trai của con hả? Nguyệt Thanh Ảnh đỏ mặt gật đầu, con muốn dẫn anh ấy đến gặp người. Nguyệt Như Hỏa cười nói, con dám dẫn cậu ấy đến gặp ta thì chắc đây cũng là một anh tài hả? Nguyệt Thanh Ảnh thoáng vẻ đắc ý nói, anh ấy là thầy luyện đan lục tử đỉnh ạ. Nguyệt Như Hỏa, lục tử đỉnh ư? Nguyệt Thanh Ảnh, vâng. Nguyệt Như Hỏa nhìn sang Ngô Bình rồi hỏi, cậu học theo sư phụ nào? Ngô Bình, luyện đan thì vãn bối tự học, nhưng trước kia từng là đệ tử của Ngạo Thế Đan Tông.
Nguyệt Như Hỏa gật đầu, Ngạo Thế Đan Tông cũng có thể coi là một môn phái lớn, cậu nói vậy thì giờ không phải đệ tử của họ nữa à? Ngô Bình, vâng. Có gì chứng minh trình độ của cậu không? Ngô Bình biết mình không cần nói dối trước một cao nhân thế này nên nói ngay, thật ra vãn bối đã kiểm tra được thân phận thầy luyện đan Kim Tử Đỉnh, nhưng tông chủ thấy trình độ này quá cao nên đã cấp tạm cho vãn bối là thầy luyện đan Lục Tử Đỉnh. Nguyệt Như Hỏa nhướng mày rồi cười nói, tôi đang có một phương thức luyện đan cùng dược liệu, nếu cậu là thầy luyện đan Kim Tử Đỉnh thì chắc chắn có thể luyện chế được. Ngô Bình biết bây giờ không nên khiêm tốn nên nói, vãn bối đồng ý thử. Tốt, Nguyệt Như Hỏa lấy một tờ giấy ra rồi đưa cho anh. Ngô Bình nhận lấy đọc thì thấy đan dược này có tên là phá cảnh đan, uống nó vào thì có thể đột phá từ cảnh giới thần thông lên đạo cảnh. Khoảng cách giữa hai cảnh giới này không thể đong đếm được, vì thế giá trị của viên đan dược này cực kỳ quý. Ngô Bình ngẫm nghĩ một lát rồi nói, lão tổ lấy phương thức này ở đâu ra thế ạ? Nguyệt Như Hỏa, do Lục Thiên Thành một kỳ tài luyện đan thời xưa nghĩ ra đấy, tiếc là vừa nghĩ ra xong thì đã biến mất, giờ chẳng biết đang ở đâu. Ngô Bình, theo đơn này thì phá cảnh đan có thể tăng khả năng đột phá từ thần thông lên đạo cảnh. Nguyệt Như Hỏa gật đầu, đúng thế, nếu luyện chế thành công thì sẽ thay đổi lịch sử của giới tu hành. Nguyệt Thanh Ảnh ngạc nhiên nói, theo con được biết thì cứ trong 3.000 tu sĩ tầng thứ 10 cảnh giới thần thông mới có một tu sĩ đột phá lên đạo cảnh, viên đan dược này có thể tăng khả năng đó lên thì tốt quá rồi. Nguyệt Như Hỏa, đúng thế, vì vậy ai biết cách luyện chế phá cảnh đan thì người ấy sẽ trở thành bá chủ của giới tu hành. Dứt lời, lão hỏi Ngô Bình, cậu có thể luyện chế được không? Thật ra Ngô Bình có thể thử, nhưng anh sẽ không làm vậy. Vì đan dược này quá quan trọng, anh không muốn tự đẩy mình vào nguy hiểm nên nói, lão tổ, chờ sau khi tiến vào đạo canh rồi thì vãn bối mới biết mình có luyện chế được hay không. Chứ giờ thì chắc chắn không làm được ạ. Nguyệt Như Hỏa sáng mắt lên nói, vậy là chỉ cần cậu đột phá thì sẽ nắm chắc được phần nào ư. Ngô Bình gật đầu, vâng. Nguyệt Như Hỏa mừng rỡ nói, thế là tốt rồi. Thanh Ảnh. Con thật tinh mắt khi đã chọn được một chàng rể tài thế này cho gia tộc. Nguyệt Thanh Ảnh cười nói, lão tổ, con nhớ người đã cất giữ rất nhiều dược liệu quý, người có thể tặng cho anh Bình một ít được không? Nguyệt Như Hỏa, ừ, ta giữ các dược liệu ấy cũng phí, ta sẽ tặng hết cho cậu bạn này. Dứt lời, lão lấy một cái lò luyện nhỏ màu xanh ra rồi nói, đây là lò luyện vạn dược, bên trong có một không gian trồng khá nhiều dược liệu, cậu cầm đi. Ngô Bình vội nói, cái này quý quá, vãn bối không dám nhận. Nguyệt Như Hỏa, đương nhiên ta không cho không cậu đâu, sau này cậu phải luyện chế đan dược giúp Nguyệt Thị ta, nhất là những loại đan dược mà bên ngoài không có. Ngô Bình nhận lấy lò luyện rồi dùng thần niệm quan sát, sau đó thấy không gian bên trong còn rộng hơn ruộng thuốc của Lý Thuần Như, vâng ạ. Nguyệt Tổ cười nói, được rồi, hai đứa về đi. Sau này có khó khăn gì thì cứ dùng ngọc phù này để liên lạc với ta. Nguyệt Thanh Ảnh nhận lấy rồi cùng Ngô Bình lui ra ngoài. Sau khi rời khỏi đó, Nguyệt Thanh Ảnh cười nói, lão tổ thoáng thật, tặng cả lò luyện vạn dược cho anh luôn. Ngô Bình, nhưng như thế anh lại thấy hơi áp lực. Anh biết rõ đạo lý có ăn có trả, sau này Nguyệt Thị cần đan dược gì thì anh không thể từ chối. Sau khi hai người về biệt viện của Nguyệt Thanh Ảnh thì thấy Nguyệt Đông Thăng đang chờ mình ở đây. Thầy Ngô, lúc này, Nguyệt Đông Thăng đã có thái độ khác hẳn, ông ta tươi cười niềm nở với Ngô Bình. Thanh Ảnh, hai đứa đi gặp lão tổ à? Người nói sao? Nguyệt Thanh Ảnh, lão tổ khen anh Bình và bảo sau này sẽ làm chỗ dựa cho bọn con, nói rồi, cô ấy giơ ngọc phù ra. Nguyệt Đông Thăng sáng mắt lên nói, đây là tín phù của lão tổ. Cả thị tộc chỉ có 3 người sở hữu thôi. Nguyệt Thanh Ảnh, tự nhiên bố đến đây làm gì? Nguyệt Đông Thăng cười phá lên, thì bố đến gặp thầy Ngô, Thanh Ảnh này, sao trước đó con không nói cho bố biết cậu Ngô đây là thầy luyện đan Lục Tử Đỉnh? Hại bố làm nhiều chuyện vỗ lễ với cậu ấy. Nguyệt Thanh Ảnh cười nói, thì giờ bố cũng biết rồi đấy thôi. Ngô Bình cũng nói, Nguyệt gia chủ đừng nói thế. Nguyệt Đông Thăng nghiêm túc nói, hai. Thầy Ngô, nếu cậu không chê thì cứ gọi tôi là bác trai thôi. Ngô Bình, vâng, bác trai.
Nguyệt Đông Thăng mừng rỡ nói, Tiểu Ngô, sau này cháu cứ coi đây là nhà mình, có gì cần thì cứ nói với bác và Thanh Ảnh, nhất định mọi người sẽ tiếp đãi cháu chu đáo. Nguyệt Thanh Ảnh dùng mình nói, thôi bố có gì thì nói thẳng luôn đi ạ. Nguyệt Đông Thăng cười phá lên, đúng là có chút chuyện thật, trước kia Nguyệt Thị toàn mua đan dược của Ngạo Thế Đan Tông, nhưng mấy năm trở lại đây họ liên tục tăng giá. Ví dụ đan dược có giá 5 triệu của ngày trước thì giờ đã lên thành 20 triệu rồi. Hai năm qua, chúng ta không còn mua được nhiều đan dược nữa. Ngô Bình, bác Nguyệt cần cháu giúp ư. Nguyệt Đông Thăng, bên bác đang cần 3 loại đan dược rất quan trọng, chủ yếu để giúp đệ tử trong gia tộc có thể đột phá vào giây phút quan trọng. 3 loại đan dược này cũng rất quý, nếu cháu có thể luyện chế được thì sau này Nguyệt Thị sẽ không phải lo bị ai chèn ép nữa. Ngô Bình hỏi, ba đan dược nào vậy ạ? Nguyệt Đông Thăng lấy ngay ra cho Ngô Bình xem. Ngô Bình cầm lấy nghiên cứu thì thấy ba đan dược này đều có tính đặc trưng riêng. Loại thứ nhất là Thiên Tư Đan, một đan dược nâng cao tư chất. Đương nhiên giá của đan dược này cực cao, vì nó có thể biến mục nát thành thần kỳ, khiến một người có thể chất bình thường lên cấp trung hay thậm chí là cấp thượng. Nếu người có tư chất ổn uống nó thì sẽ có cơ hội trở thành thiên tài. Đương nhiên, Thiên Tư Đan không phù hợp với tất cả mọi người, có thành công được hay không còn phải xem cơ duyên của người uống. Song dù thế thì nó vẫn là thứ mà mọi môn phái đều ao ước. Đây là Thiên Tư Đan, mỗi năm Ngạo Thế Đan Tông cũng không thể luyện chế nhiều được đúng không, Ngô Bình hỏi. Nguyệt Đông Thăng gật đầu nói, đúng, họ chỉ bán ra với số lượng có hạn là mỗi năm 300 viên thôi, hơn nữa nhà bác chỉ mua được đan dược tứ phẩm. Còn tam phẩm và nhị phẩm thì họ dành bán cho các thế lực khác. Ngô Bình, họ bán đan dược này bao nhiêu tiền? Nguyệt Đông Thăng, trước là 5 tỷ, nhưng giờ là 12 tỷ. Ngô Bình, 3 viên thì là 36 tỷ rồi, đúng là con số lớn. Nguyệt Đông Thăng, vấn đề là giờ còn không dễ mua được, vì hiện tại Ngạo Thế Đan Tông chỉ ba ra 150 viên, muốn mua nhiều thì phải trả giá gấp đôi. Ngô Bình, đan dược này không bao giờ sợ ế nên họ làm vậy cũng đúng. Nguyệt Đông Thăng thở dài, Tiểu Ngô, cháu nghĩ cách giúp bác được không? Ngô Bình hỏi, cấp cao nhất mà Ngạo Thế Đan Tông luyện được là nhị phẩm ạ. Nguyệt Đông Thăng, tốt nhất là nhất phẩm, nhưng số lượng cực ít. Nghe nói mỗi năm chỉ được vài chục viên thôi, còn nhị phẩm thì nhiều hơn nhưng toàn dùng trong nội bộ, chỉ có số ít bán ra ngoài. Nhiều nhất là đan dược tứ và tam phẩm. Đan dược nhất phẩm có giá bao nhiêu ạ? Nguyệt Đông Thăng, gấp 10 lần tứ phẩm. Ngô Bình, bác Nguyệt, cháu đang định mở một đan lâu. Đến lúc đó, đan lâu có thể chuyên cung cấp đan dược này cho Nguyệt Thị, hơn nữa thấp nhất là cấp nhất phẩm, còn giá thì mỗi viên 20 tỷ. Xong, Nguyệt Thị phải cung cấp dược liệu cho đan dược này. Nguyệt Đông Thăng mừng rỡ nói, đan dược nhất phẩm, được, bên bác sẽ cung cấp đủ. Ngô Bình nhìn tiếp sang viên đan dược thứ hai thì thấy mình từng gặp đan dược này trong đan phổ, tên của nó là Vạn Pháp Đan. Vạn Pháp Đan có thể nâng cao năng lực lĩnh ngộ trật tự đại đạo của tu sĩ thần thông. Ví dụ một tu sĩ chỉ lĩnh ngộ được trật tự hạ phẩm, nhưng uống đan dược này vào thì thần hồn sẽ nhảy bén hơn và có khả năng lĩnh ngộ được trật tự trung phẩm. Ngô Bình nói, bác Nguyệt, chắc đan dược này cũng hiếm đúng không? Nguyệt Đông Thăng, ừ. Nó quý mà chỉ hợp với tu sĩ thần thông nên mỗi năm nhà bác chỉ mua 50 viên. Nhưng giờ Ngạo Thế Đan Tông mỗi năm chỉ bán ra 10 viên, hơn nữa giá còn tăng từ 30 tỷ lên thành 70 tỷ. Ngô Bình, họ bán đan dược cấp mấy ạ? Nguyệt Đông Thăng, toàn cấp tứ phẩm thôi. Ngô Bình, cấp tứ phẩm mà bán giá đó thì đúng là quá đáng, thế này đi, cháu có thể cung cấp Vạn Pháp Đan nhất phẩm, mỗi viên giá 100 tỷ, không hạn chế số lượng. Nguyệt Đông Thăng, vậy mỗi năm Nguyệt Thị vẫn lấy 50 viên. Dứt lời, ông ta nhìn sang đan dược thứ ba với vẻ chờ mong. Viên đan dược thứ ba có một tầng sáng ở trên bề mặt, trong đó có 6 phù văn kỳ diệu. Ngô Bình nói, đây là lục phúc đan. Trong quá trình luyện chế đan dược này, cần cho 6 loại phù lực vào trong đan dược. Uống nó vào thì sẽ được 6 phù văn này trợ lực, chúng là cự lực phù, thần giáp phù, thiên tâm phù, không độn phù, hộ thân phù và bạo kích phù. Sau khi được 6 loại sức mạnh này hỗ trợ,
đến tu sĩ bình thường cũng trở thành cường giả có thể hạ được đối thủ cùng cấp. Nguyệt Đông Thăng gật đầu, đúng thế, hiệu quả của lục phúc đan này rất mạnh, nhưng cũng rất khó luyện chế. Mỗi năm, Ngạo Thế Đan Tông chỉ luyện chế hơn chục viên thôi, hơn nữa chất lượng cũng không cao. May thì mỗi năm nhà bác mua được 2 đến 3 viên, xui thì chẳng mua được viên nào. Ngô Bình, lục phúc đan này có đắt không ạ? Nguyệt Đông Thăng, đan dược tứ phẩm có giá 100 tỷ, nếu là cấp tam phẩm thì sẽ tiến hành đấu giá, thường giá đều trên 300 tỷ. Ngô Bình không nhịn được hỏi, đan dược quý thế này thì nhà bác mua về cho ai uống? Nguyệt Đông Thăng, nhà nào chẳng có vãn bối, đương nhiên để cho họ dùng rồi. Ông ta bỗng hỏi, tiểu Ngô, cháu cũng luyện chế được đan dược này chứ? Ngô Bình, cháu có thể thử, nếu luyện chế được thì chắc chắn chất lượng trên cấp tứ phẩm. Cái khó khi luyện chế đan dược này là ở người luyện đan cũng phải tinh thông chế tạo phù chú. Ở bí cảnh có một cảnh giới nhỏ là chân phù, nếu chưa tu hành cảnh giới này đến viên mãn thì không thể luyện chế đan dược này được. Nguyệt Đông Thăng, thế thì tốt rồi. Nhà họ Nguyệt sẽ mau chóng chuẩn bị dược liệu cho 3 loại đan dược này. Ngô Bình, bác Nguyệt, hay chúng ta mở đan lâu trước rồi luyện chế đan dược sau? Nguyệt Đông Thăng đã đạt được mục đích rồi nên cũng không vội mà đồng ý ngay, bác nghe theo cháu hết, vậy chúng ta cứ lo mở đan lâu trước. Cháu yên tâm, nhất định Nguyệt Thị sẽ ủng hộ cháu hết mình. Trong địa bàn của Nguyệt Thị có thành Minh Nguyệt là to nhất, dân số trên 100 triệu, hầu hết người dân sinh sống ở đó đều là các tu sĩ giàu có. Khu buôn bán trọng điểm nhất của thành này có giá đất rất cao, mỗi cửa hàng đều cả vài tỷ đến vài chục tỷ. Nếu muốn mua mặt bằng rộng và độc lập thì giá còn cao hơn nữa, ngoài ra dù có tiền cũng chưa chắc mua được. Lúc này, Ngô Bình đang đi cùng nhóm Nguyệt Đông Thăng và Nguyệt Thanh Ảnh đến đây để chọn cửa hàng. Đường phố ở đây rất rộng, ở một ngã tư có một cửa hàng đang để biển cho thuê. Điều kỳ lạ là đây là một cửa hàng có vị trí rất đẹp nhưng đã để trống lâu rồi vì không có ai thuê. Ngô Bình quan sát thì thấy cửa hàng này có 7 tầng. Phía sau còn có nhà khô và căn biệt viện, ngoài ra còn có vườn hoa và hồ nước, môi trường sống và vị trí đều không chê vào đâu được. Anh hỏi, cửa hàng này được đấy, nhưng tại sao chẳng có ai thuê? Có khá nhiều người đi phía sau Nguyệt Đông Thăng, ông ta hỏi họ có ai biết lý do không? Một tùy tùng bước ra đáp, gia chủ, cửa hàng này do nhà họ Hầu mở, do thường xuyên nâng giá thuê nhà nên không ai muốn thuê ạ. Nguyệt Đông Thăng, nhà họ Hầu ư, đi gọi gia chủ nhà họ ra đây. Thành Minh Nguyệt là địa bàn của nhà họ Nguyệt, dù nhà họ Hầu có mạnh đến mấy thì cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Ngay sau đó đã có một người đàn ông trung niên mập mạp đi nhanh ra, sau đó hành lễ rồi cung kính hỏi, Nguyệt gia chủ có gì căn dặn ạ? Nguyệt Đông Thăng hỏi, ông Hầu, mấy năm không gặp, ông làm ăn thế nào? Người đàn ông này làm kinh doanh cũng khá khấm nên là một trong các hộ giàu có ở thành này. Ông Hầu cười đáp, nhờ phúc của Nguyệt gia chủ mà thời gian qua, tôi làm ăn khá lắm ạ. Nguyệt Đông Thăng, tôi thấy cửa hàng này của ông chẳng có ai thuê nên định mua nó đi để giải quyết phiền phức cho ông. Ông Hầu chớp mắt rồi lập tức cảm kích nói, cảm ơn Nguyệt gia chủ, tôi muốn bán nó lắm rồi mà chẳng có ma nào mua. Nếu Nguyệt gia chủ muốn mua thì tôi biết ơn quá. Ông Hầu nói dối mà không thèm chớp mắt, rõ ràng ông ta ghi trên biển là cho thuê, chứ có dòng nào ngỏ ý muốn bán đâu. Nguyệt Đông Thăng rất hài lòng với thái độ của ông Hầu nên nói, ông ra giá đi. Ông Hầu ngẫm nghĩ rồi nói, Nguyệt gia chủ, tôi lấy 10 tỷ thôi. Thật ra, cửa hàng này có thể bán tới 100 tỷ, nhưng ông Hầu ra giá như vậy đúng như kiểu vừa bán vừa cho rồi. Nguyệt Đông Thăng gật đầu, được, tôi mua. Sau đó, ông Hầu rất phối hợp mà đưa giấy tờ nhà đất cho Ngô Bình. Mua cửa hàng xong, Nguyệt Đông Thăng gọi ngay các đệ tử trong nhà mình đến làm chân sai vặt cho Ngô Bình. Loáng cái, cửa hàng đã được dọn dẹp đâu ra đấy, chỉ cần chuẩn bị đủ đan dược là có thể khai trương được rồi. Thấy môi trường ở Thần Châu tốt, tu sĩ lại đông nên Ngô Bình quyết định sẽ phát triển chính mảng đan dược. Tiếp theo. Anh sẽ luyện chế 20 lò đan dược rồi dùng vạn hóa thần hồ nhân bản. Hiện giờ, anh cũng còn hơn 100 loại đan dược, nên có thể dùng vạn hóa thần hồ để nhân bản rồi bán. Tối đó, nhóm Nguyệt Thanh Ảnh đều ở lại cửa hàng để giúp Ngô Bình.
còn anh thì nhốt mình trong phòng luyện đan để vừa luyện đan, vừa nhân bản đan dược. Chờ khi anh ra ngoài thì đã là sáng ngày hôm sau. Anh đã dành nguyên một ngày để luyện chế 10 lò đan dược, có các đan dược này rồi thì đan lâu có thể khai trương ngay. Xong trước khi khai trương cửa hàng thì anh cần luyện chế hai loại đan dược đầu tiên mà nhà họ Nguyệt cần đã. Như vậy thì họ mới có thể biết được thực lực của anh, từ đó sẽ hỗ trợ anh tốt nhất có thể. Ngoài ra, anh không còn là đệ tử của Ngạo Thế Đan Tông nữa, nếu có thể luyện ra đan dược có chất lượng tốt hơn Ngạo Thế Đan Tông thì cũng là một cách chứng minh thực lực trong mảng luyện đan của anh. Nguyệt Thanh Ảnh thấy Ngô Bình làm việc liên tục không nghỉ thì nói, anh Bình, chiều phải tham gia đại hội đỉnh tinh rồi, anh nghỉ ngơi chút đi. Bận luyện đan mà Ngô Bình suýt quên mất vụ này nên gật đầu nói, ừ, luyện thêm một lò nữa rồi anh nghỉ. Giờ anh cần luyện chế thiên tư đan. Vì Nguyệt Thị đã chuẩn bị đủ dược liệu nên Ngô Bình có thể luyện được vài lò. Nhưng anh đã thành công ngay lò đầu tiên, thành phẩm là cấp nhất phẩm. Tuy nhiên trên cấp này còn có tuyệt phẩm và cực phẩm. Đan dược từ cấp thập phẩm tới nhất phẩm có đan dược cấp thất phẩm thì tương đương với hạ hạ phẩm, nhất phẩm thì ngang với thượng thượng phẩm. Còn đan dược được coi là bất nhập lưu thì là cấp bát phẩm, cửu phẩm và thập phẩm. Nhưng theo Ngô Bình thấy đan dược thuộc ba cấp này thì là phế đan rồi, thực tế là hầu hết các thầy luyện đan đều xử lý đan dược ở ba cấp này như phế đan. Song, phế đan cũng có giá trị nhất định. Với những tu sĩ ít tiền mà nói thì phế đan vẫn uống được. Dù hiệu quả của nó rất thấp và có nhiều tác dụng phụ. Vì thế mà có nhiều thầy luyện đan vẫn cố cho các phế đan này vào cấp hạ phẩm. Nói cách khác thì chỉ cần uống vào không gây chết người thì vẫn có cấp bậc đàng hoàng. Ngô Bình làm đúng theo lời hứa là đưa thiên tư đan nhất phẩm cho Nguyệt Đông Thăng, vì thế anh nhanh chóng lấy vạn hóa thần hồ ra nhân bản. Sau này, anh sẽ bán hết đan dược nhân bản cho Nguyệt Thị. Cùng lúc đó, Ngô Bình tiếp tục luyện chế lò thiên tư đan thứ hai. Lần này, quả nhiên anh đã tiến bộ hơn, thành quả là đan dược cực phẩm, hơn nữa còn có 5 viên. Sau khi nhân bản xong viên thứ nhất, Ngô Bình đã đưa nó cho Nguyệt Thanh Ảnh, để cô ấy giao cho Nguyệt Đông Thăng. Nguyệt Đông Thăng đã thức trắng cả đêm để chờ tin của Ngô Bình. Chỉ cần anh luyện chế được ba loại đan dược kia thì chắc chắn Nguyệt Thị sẽ mạnh dần lên mỗi năm, không lâu nữa sẽ thành bá chủ của Thần Châu. Lúc này, có các tộc lão đang ở đây để báo cáo tình hình trong tộc cho Nguyệt Đông Thăng biết. Thấy Nguyệt Đông Thăng có vẻ thất thần, một tộc lão không nhịn được hỏi, gia chủ có tâm sự ạ? Nguyệt Đông Thăng, tôi đang chờ tin. Tộc lão, chắc là tin quan trọng lắm ạ. Nguyệt Đông Thăng nhìn người đó rồi hỏi, tam thúc. Nếu Nguyệt Thị ta có thể mua được thiên tư đan nhất phẩm thì sẽ thế nào? Tộc lão kia sững người rồi sáng mắt lên nói, thì sẽ có rất nhiều thiên kiêu ra đời. Nguyệt Đông Thăng, đúng thế, tu hành chủ yếu dựa vào tài nguyên, mà thứ có hiệu quả nhất hiện giờ chính là thiên tư đan. Trước kia, chúng ta chỉ có thể mua được thiên tư đan tứ phẩm, còn người khác thì mua được tam phẩm hay thậm chí là nhị phẩm, cách biệt thật sự quá lớn. Tam thúc kia hỏi, gia chủ. Thiên tư đan nhất phẩm khác tứ phẩm nhiều tới mức nào? Nguyệt Đông Thăng đã từng hỏi Ngô Bình về vấn đề này nên biết, thiên tư đan tứ phẩm chỉ có hai tác dụng là luyện thần và tôi thể nhưng hiệu quả cũng không cao. Ngoài ra, nó còn có hai tác dụng phụ là nếu uống nhiều thì sẽ gây hại cho tinh thần và sức khỏe. Thiên tư đan tam thẩm thì tốt hơn nhiều vì có ba tác dụng, ngoài việc nâng cao hiệu quả luyện thần và tôi thể ra thì còn tăng cường tiềm năng, đồng thời chỉ còn đúng một tác dụng phụ. Thiên tư đan nhị phẩm thì có 4 công dụng, ngoài nâng cao 3 hiệu quả trước lên thêm một bậc ra thì còn thêm một tác dụng về nhận thức nữa. Một người có căn cốt tốt đến mấy mà nhận thức kém thì cũng vứt. Ngoài ra, thiên tư đan nhị phẩm không còn tác dụng phụ nữa, điều này khiến nó rất hiếm, Ngạo Thế Đan Tông chỉ giữ lại cho đệ tử mình dùng thôi chứ bán ra cực ít. Tam thúc hỏi tiếp, thế thiên tư đan nhất phẩm thì còn tốt hơn nữa ạ? Nguyệt Đông Thăng gật mạnh đầu, đương nhiên, thiên tư đan nhất phẩm ngoài nâng cao 4 công dụng trước đó ra thì còn có thêm tác dụng thứ 5 là khai khiếu. Tam thúc, khai khiếu là gì ạ? Nguyệt Đông Thăng, con người khi mới sinh ra đều có điểm xuất phát như nhau, nhưng do môi trường sống cùng nhiều lý do khác nên có nhiều thiên bẩm bị che đi. Muốn khôi phục lại chúng thì cần phải kích hoạt, quá trình này chính là khai khiếu.
Từ đó một người vốn trông tầm thường có thể trở thành đại sư kiếm thuật, luyện khí, luyện đan hoặc kỳ tài tu hành. Tam thúc trợn tròn mắt, nói vậy là kết quả khai khiếu của mỗi người sẽ khác nhau ư. Nguyệt Đông Thăng, đúng, thật ra đan dược cấp cực phẩm có thể mở được ba khiếu, nhưng tôi chẳng dám mơ đến nó. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Nguyệt Thanh Ảnh đi vào, cô ấy mỉm cười rồi đưa một bình đan dược cho Nguyệt Đông Thăng rồi hỏi, bố đoán xem trong bình này có gì. Tim Nguyệt Đông Thăng đập như đánh trống, ông ta chẳng còn tâm trạng đâu mà đoán nên đã mở luôn ra thì nhìn thấy có một viên đan dược. Viên đan dược này trông rất quen, nhưng lại khác với những viên trước đó. Ông ta ngẩn ra một lát rồi buột miệng nói, thiên tư đan. Nguyệt Thanh Ảnh, đúng hơn là thiên tư đan nhất phẩm. Nhất phẩm, các tộc lão đều đứng bật dậy rồi sáng mắt lên. Nguyệt Đông Thăng cười lớn nói, tiểu ngô đúng là không khiến ta thất vọng. Thanh Ảnh, con thật tinh mắt, đúng là con gái yêu của ta. Nguyệt Thanh Ảnh giơ tay ra. Nguyệt Đông Thăng sững người, Thanh Ảnh, con làm vậy là sao? Nguyệt Thanh Ảnh, tiền, bố đưa tiền của 100 viên thiên tư đan đây. Con sẽ bảo anh bình luyện chế tiếp. Nguyệt Đông Thăng trừng mắt, con gái gì mà lại đi giúp người ngoài thế cơ chứ? Nhưng ông ta đang rất vui nên không màng chuyện tiền nong, vì thế xua tay nói, được, mỗi viên 20 tỷ, vị chi là 2.000 tỷ. Ông ta lấy một túi tiền ra đưa cho Nguyệt Thanh Ảnh rồi nói, con đưa cho Tiểu Ngô, bảo với cậu ấy là cần bao nhiêu dược liệu thì cứ nói. Nguyệt Thanh Ảnh cười nói, vâng. Nguyệt Thanh Ảnh cầm tiền đi rồi, Nguyệt Đông Thăng nhanh chóng gọi con trai nhỏ của mình ra. Ông ta đã lấy rất nhiều vợ lẽ nên cũng có cả đống con trai, nhưng chỉ thương nhất cậu út này. Con trai út của Nguyệt Đông Thăng tên là Nguyệt Tuấn Anh, trông rất thư sinh trắng trẻo. Tuấn Anh, đây là thiên tư đan nhất phẩm, con mau uống đi để bố xem có hiệu quả thế nào. Nguyệt Tuấn Anh có tư chất bình thường, tuy cũng đã uống thiên tư đan tứ phẩm nhưng hiệu quả không cao. Vì thế cậu ta chẳng có gì nổi trội so với các anh chị của mình. Nghe nói đây là thiên tư đan nhất phẩm, Nguyệt Tuấn Anh sáng mắt lên rồi uống ngay. Phía khác, Ngô Bình luyện tiếp hai lò xong thì đã nghỉ ngơi. Nguyệt Thanh Ảnh quay lại rồi đưa 2.000 tỷ cho anh. Bây giờ, Ngô Bình đang cần tiền, vì dùng vạn hóa thần hồ rất tốn kém. Loáng cái đã đến chiều, ba cô gái cùng Ngô Bình đến đỉnh tinh. Có một con đường đá lên đỉnh tinh, lần này ai cũng có thể tham gia đại hội, nhưng tu vi phải dưới đạo cảnh. Nhưng muốn tham gia thì phải leo từng bậc lên trên, trở ngại gặp trên đường đi ngày càng nhiều, vì thế nhiều người chỉ đi được nửa đường, thậm chí có người chỉ cách đỉnh vài bước cũng phải bỏ cuộc. Chỉ ai đi bộ lên được đến đỉnh thì mới đủ tư cách tranh vị trí công tử. Đến nơi, Ngô Bình thấy có mấy trăm người đang lũ lượt kéo nhau lên núi. Nhưng hầu hết họ không thể lên đến đỉnh, có người chỉ đi được 1/3 là ngồi nghỉ tại chỗ. Nguyệt Thanh Ảnh nói cho Ngô Bình biết quy định leo núi, đột nhiên có một công tử đi nhanh như bay, loáng cái đã lên đến đỉnh. Thấy thế, mọi người phía sau đều ồ lên. Nhìn đi, là Hồ công tử. Hồ Chí Bình vẫn oách thế nhỉ, lần trước anh ta đứng thứ 7 nhỉm lần này không biết có thể tăng hạng không? Tăng hạng khó lắm. Vì 6 công tử đứng trước cũng đều giỏi cả. Ngô Bình quan sát một lát rồi nói, anh cũng lên đây. Dứt lời, anh đi từng bước lên trên một cách thong dong. Anh đi được nửa đường thì không còn thấy nhiều người nữa, càng đi tiếp thì người càng vắng, sau cùng thì chẳng còn ai. Chờ anh leo lên bậc cuối thì mới thấy đã có hơn chục người trên đỉnh. Hình như họ đều quen biết nhau nên đang đứng túm tụm lại trò chuyện. Ngô Bình bất ngờ đi lên đã thu hút sự chú ý của họ, mấy chục cặp mắt đổ dồn về phía anh. Ây, người mới kìa, các vị huynh đài có biết ai không? Một công tử áo xanh hỏi. Không, đáng ra có thực lực lên được đây thì chúng ta phải biết chứ nhỉ? Công tử áo xanh cười nói, để tôi ra bắt chuyện xem sao, dứt lời, anh ta đi về phía Ngô Bình. Thấy con gì đến, Ngô Bình đứng lại. Công tử áo xanh đi tới gần anh thì dừng bước rồi chắp tay, cười nói, huynh đài, tại hạ là Dương Nhất Võ của Thần Châu, chúc mừng anh đã leo lên được đỉnh tinh. Ngô Bình đáp lễ, cảm ơn, tôi là Ngô Bình. Dương Nhất Võ cười nói, hình như ở Thần Châu không có gia tộc lớn nào họ Ngô cả,
anh là tu sĩ ở nơi khác đến à? Ngô Bình không phủ nhận mà nói, tôi đến thăm bạn, tiện thể đếm tham gia đại hội này luôn. Dương Nhất Võ, Ngô Huynh đến thăm bạn nào thế? Ngô Bình bắt đầu thấy tên này hỏi nhiều, nhưng vẫn đáp Nguyệt Thị. Dương Nhất Võ ồ một tiếng rồi quay lại nói với những người khác, các vội, đây là Ngô Công Tử, đại diện cho nhà họ Nguyệt. Có một người trong đám đông cười chế nhạo, chuyện này cũng bình thường thôi, nhà họ Nguyệt đã liên tiếp 3 lần không có công tử nào lọt vào bảng xếp hạng. Chắc họ cuống quá nên mời người từ nơi khác đến thôi. Ngô Bình chẳng buồn giải thích, dẫu sao anh cũng không quen thân với những người này nên kệ họ muốn nghĩ sao thì nghĩ. Một công tử áo trắng bước tới rồi cười nói, Ngô Công Tử, xin hỏi anh ở môn phái nào? Ngô Bình, chẳng có môn phái nào hết. Công tử áo trắng, thế anh là dã tu à? Dã tu chỉ những tu sĩ không có hậu thuật, truyền thừa cũng không theo hệ thống nên chẳng bao giờ có thành tựu lớn, vì thế luôn bị các tu sĩ tự nhận mình có truyền thừa khinh bỉ. Nghe thấy thế, mọi người đều cười ồ lên. Ngô Bình vẫn không nói gì, anh đến để giành vị trí trên bảng xếp hạng, chứ không phải kết bạn với những người này. Ngô Công Tử, Nguyệt Thị cho anh những lợi ích gì để anh ra mặt thế? Ngô Bình thờ ơ đáp, không có lợi ích gì cả. Xong, chẳng ai tin lời anh, họ đều lắc đầu và nghĩ Ngô Bình đang làm trò, cố ý đề cao bản thân. Đúng lúc này, có một người đàn ông xấu xí, người sực mùi hối thối đi tới. Người này chính là Thi Công Tử, Thi Bất Ngữ. Nhìn thấy Thi Bất Ngữ, các công tử khác đều quay mặt đi. Mấy năm qua, Thi Bất Ngữ liên tục mạnh lên, giờ đã có thực lực trong top 3 rồi, thêm công pháp tà môn nữa thì chẳng ai dám chọc vào hắn. Thi Bất Ngữ vừa đáp xuống thì đã liếc nhìn trong đám đông như đang tìm ai đó. Sau khi lướt một vòng, ánh mắt hắn dừng lại ở Ngô Bình, vì chỉ có anh lạ mặt, còn những người khác thì hắn đều biết cả. Thi Bất Ngữ hỏi, mày chính là Ngô Bình đúng không? Giọng nói của hắn nghe rất kỳ cục, trong âm trầm lại có sắc choe choé, khiến ai nghe cũng thấy khó chịu. Ngô Bình đã đoán ra được thân phận của hắn nên hỏi lại, anh là Thi Công Tử à? Thi Bất Ngữ cười mỉa, đúng, Nguyệt Thanh Ảnh lẽ ra phải lấy tao, nhưng tao nghe nói giờ cô ấy lại đi theo một người tên là Ngô Bình. Mày cũng to gan đấy, dám giành phụ nữ với ông đây. Ngô Bình thờ ơ nói, anh cũng có phải nhân vật lớn gì đâu mà tôi không dám. Thi Bất Ngữ cười khẩy, mày sẽ chết thảm lắm đấy. Tao sẽ luyện mày thành cương thi, biến mày thành nô lệ của tao mãi mãi. Ngô Bình, đâu cần phải nói lời cay đắng hế, hôm nay chúng ta sẽ tỉ thí ở đại hội này, nếu anh giỏi thì cứ khiêu chiến tôi. Thì ra quy tắc của đại hội này rất đơn giản, đó là ai đủ tự tin thì đứng trên lôi đài số 1, sau đó để mặc cho các công tử khác khiêu chiến. Nếu có thể trụ vững trên lôi đài đến tối và không bị ai khác đánh bại thì sẽ là công tử số 1. Ngoài ra còn có lôi đài thứ 2. Nếu công tử nào thấy thực lực của mình chỉ thua công tử số 1 thì sẽ đứng trên lôi đài này. Cứ thế, sau khi có đủ 10 công tử trụ vững trên 10 lôi đài thì các công tử còn lại sẽ được khiêu chiến. Khiêu chiến thành công thì sẽ được thế chỗ. Nghe Ngô Bình nói vậy, thì Bất Ngữ híp mắt lại, mày nói thế là định lên lôi đài chờ khiêu chiến à? Làm như vậy đồng nghĩa với việc thể hiện thực lực của bản thân và chấp nhận khiêu chiến của mọi người. Thường chỉ có những công tử có thực lực mạnh và cực tự tin mới dám làm thế. Các công tử khác chỉ đứng dưới xem, sau đó lựa cơ hội khiêu chiến thôi. Ngô Bình, không thì tôi đến đây làm gì? Thì Bất Ngữ cười phá lên, được, thế mày cứ chờ đấy. Thấy Ngô Bình dám giành phụ nữ với một tên quái vật như Thì Bất Ngữ, các công tử khác đều có vẻ nể phục anh, dẫu sao họ cũng không dám làm điều này. Một lát sau, có một công tử áo vàng khôi ngô, tuấn tú cao hơn 1m9 đi tới. Trông thấy người này, tất cả các công tử đều tỏ vẻ sợ hãi, có người nói, thượng cung công tử đến rồi, công tử số 1 đã đến. Lần này thì chưa chắc đâu, Thi Công Tử và Thần Công Tử đều sẽ khiêu chiến đấy. Ngô Bình nhìn về phía thượng quan công tử thì thấy hình như cảnh giới của anh ta đã đến tầng thứ 10 thần thông, đúng là thực lực rất mạnh. Thượng quan công tử chắp tay với mọi người, lâu rồi không gặp các vị. Các công tử đều chào hỏi lại,
đến thi công tử cũng phải gật đầu. Sau đó lại có thêm khá nhiều người lên núi, nửa tiếng sau đã có tổng hơn 50 người trên đỉnh núi. Đúng lúc này, có một ông lão lưng gù đi ra, ông ấy lạnh mặt nói, thời gian đã đến rồi các công tử, đại hội đỉnh tinh lần này chính thức bắt đầu. Luật vẫn như trước, ai có thể trụ đến cùng thì sẽ lọt top 10. Ông ấy ngập ngừng một lát rồi nói tiếp, điểm khác biệt trong đại hội lần này là nếu ai có thể trở thành công tử số 1 thì có thể gặp mặt chủ của đỉnh tinh và nhận được phần thưởng thêm. Nghe thấy thế, tất cả các công tử đều sáng mắt lên. Chủ của đỉnh tinh vô cùng thần bí và có tài nguyên vô tận, phần thưởng của người này chắc chắn sẽ rất quý. Nói xong, ông lão hô lên, mời các công tử lên đài. Ông ấy vừa nói dứt câu thì thần công tử đã bay lên lôi đài số 1, song có một người đã nhanh hơn hắn ta một bước, đó chính là thượng quan công tử. Loáng cái, đã có hai công tử đứng trên lôi đài số 1, mọi người đều đổ dồn ánh nhìn về đó. Có kịch hay xem rồi đây, hai công tử này sẽ tranh giành vị trí số 1. Chủ đỉnh tinh sẽ gặp người đứng đầu nên đương nhiên họ phải tranh nhau rồi, huống hồ sau khi giành được vị trí đầu bảng, còn nhận được nhiều tài nguyên hơn từ gia tộc. Thần công tử khá gầy, mặt giàu, mắt to mắt nhỏ, nhưng khí thế thì không kém cỏi chút nào. Thượng quan công tử cười nói, thần huynh định tranh vị trí đầu bảng với tôi à? Thần công tử, thượng quan huynh, anh đã ở vị trí này rồi thì lần này nhường cho tôi nhé. Thượng quan công tử, cái này phải dựa vào thực lực, chứ không nhường được. Thần công tử, thế chúng ta bắt đầu thôi chứ. Thượng quan công tử, mời. Hai người lập tức ra tay, mọi người ở dưới chỉ nhìn thấy hai ảo ảnh mờ ảo ở bên trên. Cao thủ giao đấu nên sẽ thấy kết quả rất nhanh. Loáng cái, thần công tử đã rơi xuống dưới, tay trái buông thõng, có máu ứa ra. Mặt hắn ta tái nhợt, xem ra đã bị thương không nhẹ. Mây khói trên lôi đài tản đi. Thượng quan công tử cười nói, thần huynh, đắc tội rồi. Thần công tử không nói không rằng mà đi thẳng sang lôi đài thứ hai. Thi công tử thoáng do dự rồi quyết định khiêu chiến thần công tử. Cái này gọi là đục nước béo cò, giờ thần công tử đang bị thương, hắn có thể tranh thủ cơ hội. Ngô Bình nhìn ra ý đồ của hắn nên cản lại, thì bất ngữ, anh đòi khiêu chiến tôi cơ mà. Thì bất ngữ bị cản lại thì tỏ vẻ bực bội, khiếu chiến mày ư. Mày nghĩ mày đủ trình ạ. Ngô Bình chỉ lên lôi đài số 1 rồi nói, tôi sẽ chờ anh trên đó, nếu anh không dám lên thì biến khỏi đây ngay. Dứt lời, anh đã bay lên lôi đài số 1. Tất cả mọi người đều sững sờ, người mới đến này định thay nhà họ Nguyệt giành vị trí số 1 ư. Anh lấy đâu ra can đảm vậy? Anh không biết thượng quan công tử đáng sợ thế nào à? Thượng quan công tử cũng có vẻ ngạc nhiên, anh ta không biết Ngô Bình nên hỏi, anh bạn cũng dũng cảm đấy, nhưng nếu đã lên đây rồi thì tôi sẽ không nương tay đâu. Ngô Bình, anh không cần nương tay, cứ đánh hết sức vào, không thì chẳng còn gì thú vị nữa. Dứt lời, anh đã tung một quyền ra. Thượng quan công tử thấy thế thì không khỏi lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng TNG một trưởng đánh trả. Hai đòn tấn công va chạm. Một tiếng động mạnh vang lên, một sức mạnh bức người đã đánh bay thượng quan công tử, anh ta mất khống chế và bắn người ra xa, phải mất hết sức mới trụ vững trên không. Nhưng ngay sau đó, anh ta đã hộc ra một ngụm máu. Đòn tấn công vừa rồi của Ngô Bình quá mạnh, như hề có rất rất nhiều cao thủ cảnh giới thần thông cùng tấn công thượng quan công tử một lúc. Trong lúc sơ suất, anh ta đã không đỡ được. Cái gì? Trông thấy cảnh tượng đó, tất cả mọi người đều ồ lên. Ngô Bình chỉ dùng một cú đấm mà có thể đánh bay thượng quan công tử khỏi lôi đài. Thượng quan công tử tái mặt rồi nhìn chằm chằm vào Ngô Bình, nói, pháp lực mạnh quá. Rốt cuộc anh tu luyện pháp thuật gì thế? Ngô Bình thờ ơ đáp, anh đã thua rồi thì không được hỏi nhiều. Thượng quan công tử cau mày, tại tôi bị bất ngờ, tôi không phục. Ngô Bình, không phục. Thế anh lên đây, tôi đấm cho phát nữa. Thượng quan công tử trở lại lôi đài, lần này anh ta đã vận chuyển sức mạnh thần thông trong người mình, lập tức có 10 tầng sáng lượn quanh, điều này chứng tỏ anh ta đã tu luyện được 10 môn thần thông. Thấy thế, Ngô Bình vẫn chỉ tung một cú đấm đơn giản ra như ban nãy, còn thượng quan công tử thì tung hai trường để đỡ.
Rắc. Lần trước, Ngô Bình chỉ dùng 30% sức lực, nhưng lần này thì là 50%. Vì thế, cổ tay của Thượng Quan công tử đã bị gãy, anh ta kêu lên một tiếng rồi lại ngã khỏi lôi đài. Khác với lần trước thì giờ anh ta ngã sấp mặt xuống đất, trông vô cùng bết bát. Ngô Bình hỏi, Thượng Quan công tử, anh còn muốn thử nữa không? Thượng Quan công tử lại hộc ra một ngụm máu, lần này anh ta đã bị thương nặng, xương cốt toàn thân rệu rạo, anh ta lắc đầu rồi nói, thôi. Dứt lời, anh ta nhìn sang lôi đài thứ hai. Thần công tử đang đứng trên lôi đài này, thấy Thượng Quan công tử nhìn mình, hắn ta đã thấy không ổn, lẽ nào lại phải sang lôi đài thứ ba? Sau một hồi đắn đo, hắn ta hừ một tiếng rồi đi sang lôi đài thứ ba. Mặt của Thi Bất Ngữ đen như đít nồi, hắn không thể ngờ là Ngô Bình có thể đánh bại người đứng đầu của đại hội trước, điều này chứng tỏ thực lực của anh đã trên hắn. Bây giờ, anh nhìn sang Thi Bất Ngữ rồi lạnh lùng hỏi, Thi Bất Ngữ, có dám lên không? Thi Bất Ngữ nhăn mặt, hắn muốn lên lắm chứ, nhưng lên thì lại lo bị Ngô Bình đánh chết, Ngô Bình đang nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn thế kia cơ mà. Nhưng nếu hắn không lên thì lại mất hết thể diện. Ngô Bình chỉ hỏi đúng một câu rồi mặc kệ hắn. Sau đó, không có ai khiêu chiến Ngô Bình cả, vì anh đã đánh bại Thượng Quan công tử chỉ với một quyền. Với họ mà nói thì thực lực vậy quá đáng sợ, tốt nhất không nên thách đấu để chịu chết. Ngược lại, trên lôi đài thứ ba rất kịch liệt, thì Bất Ngữ đã nhảy lên đó để khiêu chiến Thần công tử. Thần công tử rất bực, khi hắn ta ở lôi đài thứ hai, thì Bất Ngữ đã có ý định khiêu chiến rồi. Giờ hắn ta sang lôi đài thứ ba là Thi Bất Ngữ lên ngay, vì thế hắn ta đã quyết đấu trong cơn giận. Thực lực của Thi Bất Ngữ rất mạnh, công pháp lại theo tà đạo, nhưng Thần công tử cũng không yếu, dẫu sao hắn ta cũng đã khiêu chiến người đứng đầu. Hai người giao đấu mấy chục chiêu, Thi Bất Ngữ đã bị Thần công tử đánh bay. Nhưng Thần công tử cũng chẳng khá hơn là bao, vì đã trúng độc thi, mặt hắn ta đen nhẻm nên nhanh chóng uống giải độc đan. Lôi đài thứ tư cũng rất kịch liệt, đã đổi đến ba người rồi. Hiện giờ, nhóm Nguyệt Thanh Ảnh ở dưới núi cũng đã nhận được tin từ trên truyền xuống, biết Ngô Bình trụ được ở lôi đài thứ nhất, cả ba đều mỉm cười vui vẻ. Thực lực của anh Bình mạnh thật đấy, có thể hạ được Thượng Quan Truyền Minh bằng một quyền. Hà Tử Trần, nào chỉ có thế, anh ấy còn là thầy luyện đan kim đỉnh, sao chị em mình lại may thế cơ chứ? Lý Thuần Như che miệng cười, phải nói là chị em ta tinh mắt mới phải. Nguyệt Thanh Ảnh, Thượng Quang Truyền Minh thua rồi thì chắc không ai dám khiêu chiến anh Bình nữa đâu, có được vị trí đầu bảng này thì nhà chỉ có thể trụ vững ở Thần Châu rồi. Hà Tử Trần gật đầu, chờ việc ở đây xong, em sẽ dẫn anh Bình đến Thiên Nguyên để vào Thiên Khuyết lĩnh ngộ tuyệt học. Lý Thuần Như, nhất định anh ấy sẽ có thu hoạch, điều đáng tiếc duy nhất là giờ cảnh giới của anh ấy chưa đủ cao. Nếu có thể đến tầng thứ 9, thứ 10 thần thông thì chắc chắn là cao thủ vô địch dưới đạo cảnh. Nguyệt Thanh Ảnh, em đừng quên, Thượng Quan Truyền Minh ở tầng thứ 10 thần thông đấy. Lý Thuần Như gật đầu, anh ta rất mạnh, nhưng nếu so với tiên giới hay cả giới tu hành thì anh ta cũng chưa phải hạng xuất chúng. Nguyệt Thanh Ảnh, cũng đúng, nhưng anh Bình có thể được như bây giờ đã là giỏi lắm rồi. Hà Tử Trần thoáng vẻ ưu tư nói. Nhưng em nghe người lớn trong nhà bảo người phát triển từng bước từ hạ giới lên tuy có thiên bẩm phi phàm, nhưng khi đến đạo cảnh thì sẽ có khuyết điểm rất lớn, chúng đã từng khiến rất nhiều nhân vật lớn ngã xuống rồi. Nguyệt Thanh Ảnh, anh Bình còn cách đạo cảnh xa lắm, chị nghĩ anh ấy sẽ có cách đối phó, chúng ta không phải lo đâu. Thời gian cứ thế trôi qua, đến khi trời tối cũng không có ai khiêu chiến Ngô Bình cả. Anh đã trở thành công tử số một của Thần Châu. Lúc này, ông lão lưng gù đi ra rồi cười nói, chúc mười mười công tử đã giành được thứ hạng. Ngô công tử, phong chủ có lời mời. Ngô Bình gật đầu rồi đi theo ông ấy đến một màn khói. Trong màn khối này có cấm chế nên người ngoài không thể vào được. Họ đi một đoạn thì có một không gian rộng lớn xuất hiện ở phía trước, hơn nữa linh khí ở đây còn dồi dào hơn Thần Châu, duy độ cũng cao hơn. Phía trước có một con đường dài với hai hàng cây cỏ ở hai bên. Họ đi được 10 phút thì thấy có một vườn hoa, trong đây có một cô thiếu nữ khoảng 13, 14 tuổi đang chơi xích đu. Cô bé trông rất đáng yêu,
nhưng gương mặt xinh đẹp chẳng hề nở lấy một nụ cười. Ông lão gù tiến tới hành lễ, chủ nhân, Ngô công tử đến rồi. Ngô Bình giật mình, cô bé này là phong chủ của đỉnh Tinh Ư. Bé gái gật đầu, ông lui đi. Vâng, ông gù lập tức biến mất, đến Ngô Bình cũng không biết ông ấy đi bằng cách nào. Bé gái nhìn Ngô Bình rồi nói, cả nghìn năm rồi Thần Châu mới có một tu sĩ giỏi xuất hiện. Ngô Bình, cô là chủ của đỉnh Tinh Ư. Bé gái, đúng, tôi mời anh vào đây là có chuyện muốn nói. Ngô Bình, mời nói. Chủ đỉnh Tinh, tôi muốn anh thử lĩnh ngộ truyền thừa trên bia tinh. Ngô Bình đã từng nghe nói tới điện tinh, nhưng không biết bia tinh là gì nên hỏi, bia tinh ở trong điện tinh à? Chủ đỉnh Tinh đáp, hình ảnh ở trong điện tinh thật ra là những gì mà các thiên kiêu thời xưa lĩnh ngộ xong để lại. Lĩnh ngộ trong điện tinh thì chỉ học được kiến thức của người khác thôi. Tôi thấy tư chất của anh đủ mạnh để lĩnh ngộ bia tinh trực tiếp. Ngô Bình, bia này có lai lịch thế nào? Chủ đỉnh Tinh, các vì sao đều có vận hành theo quy luật riêng trong vũ trụ. Vào thời thượng cổ, từng có tiên nhân lĩnh ngộ được các quy luật này và hình thành đại đạo nên được gọi là tinh quân. Trong vô vàn các tinh quân, có một nhân vật xuất chúng đã dẫn đầu các vì sao và ra lệnh được cho tinh quân trong thiên hạ nên được gọi là tinh đế. Tinh đế đã khắc quy luật của sao trời lên tấm bia này. Ngô Bình nghe xong thì ngẩn ra hỏi, vậy thì bia tinh rất khó được lĩnh ngộ đúng không? Chủ đỉnh Tinh, nghe nói, tinh đế kia đã lĩnh ngộ được ý nghĩa cao nhất của vũ trụ trong tấm bia này. Ngô Bình, ý nghĩa mạnh nhất của vũ trụ ư? Đó là gì? Chủ đỉnh Tinh, là thứ áp đảo cả đại đạo. Ai có thể học được thì sẽ đột phá đạo cảnh, hoặc cảnh giới cao hơn. Ngô Bình cười trừ, chắc chỉ có cường giả đạo cảnh mới làm được thôi, chứ tu sĩ thần thông như tôi thì chưa đủ tư cách. Chủ đỉnh Tinh, không, tu sĩ đạo cảnh lại không đọc được những thứ ở trên bia. Từ xưa đến nay, đã có rất nhiều đại năng đạo cảnh thử rồi nhưng tiếc là đều thất bại. Nghe thấy có ý nghĩa tối cao, Ngô Bình đã nghĩ ngay đến trật tự cao nhất, sau đó anh hỏi tiếp. Tại sao cô lại để người khác lĩnh ngộ, nếu họ thành công thì các cô được lợi lộc gì? Chủ đỉnh Tinh nhìn Ngô Bình rồi nói, nếu anh lĩnh ngộ thành công thì chúng tôi cũng sẽ được lợi. Để báo đáp, anh phải truyền hết những lĩnh ngộ ấy cho chúng tôi. Các cô là ai? Ngô Bình hỏi tiếp. Sau khi bia tinh xuất hiện, mỗi năm đều có rất nhiều người đến lĩnh ngộ. Tuy họ không nhìn được thấu bản chất, nhưng ít nhiều cũng có thu hoạch nhất định. Dần ra, họ đã tự hình thành một tổ chức, từ lỏng lẻo đến chặt chẽ, cuối cùng đã có 10 cao thủ đạo cảnh cùng lập lên tinh môn. Ngô Bình, tinh môn. Chủ đỉnh Tinh, tôi là thành viên của tinh môn, phụng mệnh tìm người có căn cốt phi phàm ở đây rồi dẫn đi lĩnh ngộ bia tinh. Ngô Bình gật đầu, bao nhiêu năm qua, đã có rất nhiều người thử nhưng chưa thành công, tôi sợ mình cũng vậy thôi. Chủ đỉnh Tinh, không sao. Tôi cũng không hy vọng anh lĩnh ngộ được ý nghĩa tối cao. Anh chỉ cần có thu hoạch gì đó là tốt rồi, mỗi người đều chỉ có thể lĩnh ngộ bia tinh từ góc nhìn của mình, vì thế họ đều có cảm nhận khác nhau. Ngô Bình, nếu vậy thì để tôi thử. Anh nói xong thì chủ đỉnh Tinh vung tay lên, một cánh cửa được hình thành từ các vì sao đã xuất hiện trước mắt Ngô Bình. Đi qua cánh cửa này thì anh có thể tiến vào thời không của bia tinh. Do nó không ổn định nên anh chỉ có một tiếng để lĩnh ngộ thôi, sau đó nhất định phải rời khỏi đó, không thì sức mạnh mà nó tỏa ra sẽ biến anh thành tro bụi. Ngô Bình gật đầu, tôi biết rồi, dứt lời, anh đi vào bên trong. Ngô Bình đi rồi, chợt có một người đàn ông trung niên đội mũ ngọc xuất hiện phía sau chủ đỉnh Tinh với khí thế oai phong. Chủ đỉnh Tinh cười nói, Lưu Tinh Quân, ông thấy người này có thể lĩnh ngộ được gì không? Người đàn ông, truyền thừa của bia tinh có 4 tầng là tầng ngoài, tầng giữa, tầng trong và hạt nhân. Hầu hết mọi người chỉ lĩnh ngộ được tầng ngoài, chỉ có số ít lĩnh ngộ được tầng trung. Cậu bạn này chỉ cần lĩnh ngộ được tầng ngoài thôi cũng đủ tư cách gia nhập tinh môn ta rồi. Chủ đỉnh Tinh, nhưng nếu không lĩnh ngộ được tầng trung thì sau này cũng chẳng có thành tựu gì. Lưu Tinh Quân, đừng yêu cầu cao quá, đến tinh quân là tôi đây cũng chỉ lĩnh ngộ được tầng trung. Sau đó chạm được một chút vào tầng trong thôi mà. Cậu ấy còn trẻ, có thể lĩnh ngộ tầng trung được thì là cái tốt, mà nếu không lĩnh ngộ được gì cũng không sao. Dù gì những nội dung dễ lĩnh ngộ cũng ở trong điện tinh hết rồi.
Chủ đỉnh tinh thở dài nói, đúng thế, các kiến thức trên bia tinh có tính duy nhất, nếu đã có người lĩnh ngộ rồi thì người khác không thể lĩnh ngộ được nữa. Điều này khiến cho việc lĩnh ngộ ngày càng khó, người có thu hoạch cũng ngày càng ít. Nhưng bên trên lại giao cho tôi nhiệm vụ tìm một tinh quân có tư chất, song bao năm qua rồi, tôi vẫn chưa gặp được ai. Nếu người này cũng không được nốt thì tôi chịu thật rồi. Lưu Tinh Quân, tôi đến đây cũng vì thấy cậu bạn này có tư chất tốt. Phía Nguyệt Thị còn thông tin cậu ấy là thầy luyện đan lục tử đỉnh, thực lực có thể hạ công tử số một trong nháy mắt. Ha ha, tôi có dự cảm cậu ấy sẽ làm nên chuyện đấy. Chủ đỉnh tinh khẽ thở dài, hy vọng là thế, nếu anh ta có tư chất của tinh quân thì nhiệm vụ của tôi coi như xong. Lưu Tinh Quân, tinh môn đã 300 năm chưa có thêm tinh quân trẻ tuổi nào nên tôi hiểu tâm trạng của cô. Chủ đỉnh tinh, à, quy định của tinh môn là buộc phải lấy 1/3 tài nguyên của môn phái ra để cung cấp cho tinh quân mới tu hành trong 5 năm đầu. Nếu Ngô Bình có thể trở thành tinh quân mới thì có thể một mình hưởng cả đống tài nguyên. Lưu Tinh Quân cười nói, giờ quy mô của tinh môn đã lớn, tài nguyên tích lũy trong 300 năm sẽ nhiều đến mức nào? Các tài nguyên ấy mà đập vào một con chó thì nó cũng có thể trở thành thiên kiêu. Huống hồ Ngô Bình này đã có tư chất sẵn rồi. Chủ đỉnh tinh, Lưu Tinh Quân, ông có ý đồ gì với anh ta à? Lưu Tinh Quân cười phá lên, tôi chỉ đánh giá cao cậu ta và muốn giúp đỡ thôi. Đương nhiên, cậu ta có thành tựu càng cao thì tôi càng được lợi nhiều. Chủ đỉnh tinh trầm mặc một lát rồi nói, vậy thì tôi cũng cần lựa chọn rồi. Lưu Tinh Quân, không cần do dự, chúng ta sẽ cùng nhau giúp đỡ Ngô Bình. Chuyện này mà thành thì hai chúng ta đều có địa vị cao trong tinh môn, chắc chắn hơn hẳn bây giờ. Chủ đỉnh tinh gật đầu, nếu anh ta thật sự có tư chất của tinh quân thì tôi sẽ vui vẻ làm tùy tùng cho. Lưu Tinh Quân, cô cũng chỉ cách tinh quân một bước nữa thôi, nếu được cậu ta chỉ dẫn thì khéo lại đột phá đấy. Chủ đỉnh tinh cười trừ, tôi chẳng còn ôm hy vọng nữa rồi. À, tôi nghe nói Ti Tinh Quân cũng đã tìm được một người có thiên bẩm xuất sắc, hình như cũng sắp đến gần lĩnh ngộ bia tinh đúng không? Lưu Tinh Quân thoáng qua vẻ lạnh lùng, ông ấy và Ti Tinh Quân có mối thù sâu đậm, không đội trời chung. Ông ấy nói, vì thế tôi mới mong Ngô công tử có thể lĩnh ngộ được nhiều hơn để chặn đường lui của tên kia. Những thứ có thể lĩnh ngộ ở tầng chung của bia tinh chỉ còn lại rất ít, nếu Ngô Bình có thể lĩnh ngộ được thì người kia sẽ không còn cơ hội nữa. Chủ đỉnh tinh cười nói, cũng đúng, xem ra chúng ta cùng chung lợi ích rồi. Lưu Tinh Quân, tôi phải cảm ơn cô mà không báo tin cho tôi thì tôi đã lỡ mất Ngô Bình rồi. Trong lúc hai người họ nói CSM Ngô Bình đã đi tới một bầu trời sao mênh mông. Có một tấm bia đá khổng lồ ở đây, không biết đã tồn tại bao lâu rồi. Tuy cách nó rất xa, nhưng Ngô Bình vẫn có thể nhìn thấy rõ những thứ ghi trên bia. Đó là những phù văn và nét vẽ thần bí vô cùng phức tạp. Anh mới nhìn một lát đã thấy hoa mắt, thậm chí còn buồn nôn. Anh lập tức nhìn sang chỗ khác rồi hô lên, ghê thật. Mình mới nhìn một chút mà đã choáng váng, nội dung trên bia này khủng thật. Anh nghỉ ngơi một lát rồi khởi động khả năng nhìn xuyên thấu để đọc nội dung trên bia tiếp. Sau đó, anh đã phải sững người, vì thấy có 4 tầng sáng trên bia. Anh đã nhìn thấy vòng sáng ở tầng trong cùng, hay còn gọi là tầng hạt nhân. Anh nhìn thấy rất nhiều phù văn đang vận chuyển trong một nơi kỳ bí nào đó, sau đó liên tục tạo thành trận pháp một cách có quy luật. Anh tập trung nhìn đến không thể rời mắt. Ngô Bình không thể lĩnh hội được thứ ở trong hạt nhân, nhưng anh có thể lờ mờ cảm nhận được mặt ngoài của nó. Dẫu sao trước kia, anh cũng từng là cường giả cấp vũ trụ ở hạ giới nên hiểu biết của anh về vạn vật đều rất cao siêu. Ngô Bình quan sát hơn nửa tiếng thì bắt đầu đăm chiêu, trong đầu cũng dần hình thành một vài suy nghĩ. Anh biết thời gian có hạn nên đã chuyển tầm nhìn sang tầng trong. Trong vòng sáng của tầng trong có những thứ khác thực dụng, chúng có thể điều khiển các vì sao như các quân cờ rồi bày đại trận, từ đó đảo ngược trật tự để tạo ra quy luật. Ngô Bình cảm thấy thực lực của mình chưa đủ để với đến tầng này, vì thế anh chỉ quan sát vài quy luật rồi lại chuyển sang tầng trung. Nội dung của tầng này có cấp bậc khá thấp, hầu hết đều là tinh thuật, có nghĩa là mượn sức mạnh của một hoặc nhiều vì sao, hiệu quả tương tự như phép thần thông, nhưng tổng thể thì mạnh hơn một chút. Ngoài ra, sức mạnh của tinh thuật là vô tận vì nó đi mượn.
Ngô Bình muốn xem tiếp tầng ngoài nhưng không kịp nữa, vì thời gian sắp hết rồi. Anh lập tức rời khỏi đó rồi đi ra bên ngoài. Anh vừa ra thì thấy có thêm một người đàn ông đầy khí phách đứng cạnh chủ đỉnh tinh, hai người đều nhìn anh chằm chằm. Chủ đỉnh tinh, Ngô Công Tử, anh có thu hoạch gì không? Đương nhiên là có, Ngô Bình đã nhìn thấy vài thứ ở hạt nhân nhưng không dám nói đã lĩnh ngộ được điều gì. Xong, anh gần như đã quan sát hết một lượt những thứ ở tầng trong, tuy nhiên hiện giờ chưa thể thi triển được. Còn ở tầng trung thì anh đã ghi nhớ được cả trăm loại, hơn hết đều là kiến thức ở top đầu nên nói ngay, tôi đã lĩnh ngộ được một vài tinh thuật. Lưu Tinh Quân mừng rỡ hỏi, Ngô Công Tử, tại hạ là Lưu Phượng Thần. Xin hỏi công tử đã lĩnh ngộ được mấy loại tinh thuật, chúng có màu sắc thế nào? Ngô Bình gật đầu thay cho lời chào, chào Tinh Quân, màu sắc mà Tinh Quân nhắc đến là gì? Lưu Phượng Thần, là thế này, tầng trung của bia tinh chính là tinh thuật, nhưng tinh thuật ở cấp khác nhau sẽ có màu sắc khác nhau. Theo ghi chép trong điển tích cùng kinh nghiệm của cá nhân tôi thì tinh thuật cấp 1 thường có màu trắng, cấp 2 thì là màu xám. Ông ấy không nói tới lĩnh ngộ tinh thuật, vì nó quá khó. Ngô Bình, hình như tôi không nhìn thấy tinh thuật hai màu này, nhưng đã nhìn thấy tinh thuật màu vàng và tím. Lưu Phượng Thần chấn động nói, vàng và tím ư. Thấy ông ấy kích động như vậy, Ngô Bình nói, tôi đã học được vài tinh thuật màu vàng và hai tinh thuật màu tím. Lưu Phượng Thần đờ ra tại chỗ, sau đó cười phá lên, công tử đã học được tinh thuật màu vàng. Quá giỏi, tinh thuật màu vàng đó thuộc cấp 5, còn tinh thuật màu tím thì là cấp 6. Ngô Bình, có cấp 7 không? Lưu Phượng Thần lắc đầu rồi nghiêm túc nói, không, cấp 6 là cao nhất rồi. Nhưng từ khí tinh môn thành lập đến nay, có rất ít người tu luyện được tinh thuật cấp 4, mới chỉ có đúng một người tu luyện tinh thuật cấp 5. Còn công tử không chỉ tu luyện được một tinh thuật cấp 5, mà còn lĩnh ngộ được hai tinh thuật cấp 6. Công tử đúng là thiên tài số 1 trên đời. Ngô Bình ồ một tiếng nhưng cũng không quá kích động, vì thật ra anh đã lĩnh ngộ thứ trong tầng trong, thậm chí còn thêm một ít thứ ở hạt nhân. Chủ đỉnh tinh cũng tươi cười nói, Ngô Công Tử, từ giờ trở đi, tôi và Lưu Tinh Quân sẽ là tùy tùng của anh. Chúng tôi sẽ hỗ trợ anh trở thành tinh quân mới của tinh môn. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, tôi cũng có thể làm tinh quân ư? Chủ đỉnh tinh cười nói, đương nhiên rồi. Ngô Bình, làm tinh quân thì phải gia nhập tinh môn à? Chủ đỉnh tinh, đúng, nhưng công tử yên tâm, sau khi gia nhập môn phái, công tử sẽ không bị hạn chế gì hết, ngược lại còn nhận được rất nhiều tài nguyên của tinh môn. Ngô Bình nghe thấy có tài nguyên thì hỏi, có nhiều không? Lưu Phượng Thần đáp, nếu công tử có thể trở thành tinh thì có thể được hưởng 1/3 tài nguyên chung với các tinh quân mới khác. Xong, Ngô Bình vẫn muốn biết cụ thể hơn, 1/3 là bao nhiêu tiền tiên? Lưu Phượng Thần và chủ đỉnh tinh mỉm cười nhìn nhau, Lưu Phượng Thần nói, không thể dùng tiền để định mức được, vì có nhiều tài nguyên là vô giá. Ngô Bình sáng mắt lên, ví dụ. Lưu Phượng Thần, ví dụ, cậu có thể mượn đại trận ở Điện Thiên Tinh để hấp thu đủ các loại tinh lực một cách nhanh chóng để tăng cường tinh thần cho mình. Kiểu như công tử sắp ngưng tụ pháp thai, mà tinh lực chính là thứ dưỡng pháp thai tốt nhất. Nếu công tử còn tu luyện tinh thuật song song thì pháp thai có thể trở thành tinh thai. Tinh lực hấp thu được càng cao cấp thì pháp thai càng lớn, pháp thuật có được sau này cũng càng mạnh. Chủ đỉnh tinh, nếu lĩnh ngộ đủ tinh lực thì có thể mượn sức mạnh của tinh tú để sử dụng, đó chính là tinh quân. Lưu Phượng Thần, tinh quân mà giỏi được hơn thì được gọi là đại tinh quân, họ có thể đồng thời mượn sức mạnh của vài tinh tú một lúc. Ngô Bình, giờ tôi phải đến tinh môn à? Lưu Phượng Thần, không cần thiết, công tử cứ tu luyện tinh thuật ở tiên giới nguyên sử trước, chờ có căn bản rồi đi cũng không muộn. Ngô Bình gật đầu, được, không còn việc gì nữa thì tôi xin phép. Anh cần đi luyện đan nên không rảnh để trò chuyện tiếp với họ. Lưu Phượng Thần đưa một tinh phù cho Ngô Bình rồi nói, công tử có thể dùng nó để luyện lạc với chúng tôi. Ngô Bình nhận lấy rồi rời đi. Chờ anh quay lại đỉnh núi thì thấy các công tử khác vẫn ở đây, vì người lọt vào top 10 sẽ được thưởng, có người nhận thưởng, người thì vào điện tinh lĩnh ngộ tuyệt học. Ngô Bình đương nhiên cũng có thưởng, anh đã chọn một căn nhà trên đây, sau đó mới xuống núi tìm nhóm Nguyệt Thanh Ảnh.
Thấy Ngô Bình đi xuống, ba cô gái đều mừng rỡ, Nguyệt Thanh Ảnh cười nói, anh Bình, anh mạnh quá, thì công tử kia còn không dám khiêu chiến anh luôn. Ngô Bình cười nói, cũng tạm thôi, trời tối rồi, các em lên nhà trên núi của anh không? Mấy cô gái đều gật đầu rồi đi theo anh lên nhà mới. Ngô Bình rất hài lòng với môi trường sống ở đây nên quyết định sẽ ở lại đây một thời gian để tập trung luyện đan, chuẩn bị cho ngày khai trương đan lâu. Tối đó, dưới màn trời đầy sao, Ngô Bình cảm thấy có vài thứ trong người mình nóng ran. Anh biết đó là cảm ứng giữa sao trên trời cùng tinh thuật trong người anh. Anh đi ra ngoài sân rồi ngẩng lên nhìn trời. Sao trên trời chia thành 6 cấp, trong đó cấp 1 là mạnh nhất, tinh thuật lĩnh ngộ từ cấp này thì sẽ là tinh thuật cấp 6, cũng là cấp mạnh nhất. Cấp 2 cũng mạnh, tinh thuật của nó tương ứng với tinh thuật cấp 5. Ngô Bình đã học được cả trăm loại tinh thuật nên bây giờ khi nhìn lên trời có một ngôi sao cấp 1 phản ứng với mình thì anh lập tức tu luyện tinh thuật đó ngay. Vì sao cấp 1 này có tên là thiên sát, vì thế tinh thuật mà nó sinh ra cũng có tên là thiên sát thuật. Thiên sát thuật là thuật cực hung, vừa thi triển vừa bày trận được. Bước thứ nhất, Ngô Bình hấp thu sao thiên sát vào người, sau đó ngưng tụ thành tinh phù dưới sự khống chế cu ớt bí thần. Tinh phù này và sao thiên sát phản ứng qua lại lẫn nhau, từ đó có thể mượn tinh lực từ trong sao thiên sát. Quá nửa đêm, chờ khi sao thiên sát biến mất trên bầu trời, Ngô Bình vừa hay cũng tu luyện xong. Lúc này, bùa truyền tin trên người anh chợt phát sáng, là Đường Tử Di gửi tin đến, anh thoáng giật mình vì lo ở nhà có chuyện. Ngô Bình gọi Nguyệt Thanh Ảnh rồi hỏi, Thanh Ảnh, có cách nào nhanh chóng di chuyển đến tiên giới Thái Ất không? Nguyệt Thanh Ảnh, tiên giới Thái Ất ư? Nguyệt Thị có một trận pháp vận chuyển có thể đến thẳng đó, nhưng đích đến thì không xác định chính xác được. Ngô Bình gật đầu, không sao. Nguyệt Thanh Ảnh nhanh chóng dẫn Ngô Bình đến một trận pháp vận chuyển đã lâu không có ai sử dụng. Ngô Bình, Thanh Ảnh, anh phải về nhà một chuyến, chờ xong việc ở bên đó, anh sẽ lại đến tìm các em. Nguyệt Thanh Ảnh nói, anh Bình, bọn em chờ anh về. Trận pháp kích hoạt, một tia sáng lóe lên, Ngô Bình đã được đưa đến tiên giới Thái Ất. Ngay sau đó, anh đã thấy mình xuất hiện ở tiên giới Thái Ất, nhưng nơi mà anh rơi xuống là một vùng hoang vắng thuộc khu vực chưa được khai thác. Anh lập tức liên lạc với Đường Tử Di, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Vì đang cùng ở một tiên giới nên hai người có thể liên lạc trực tiếp với nhau, giọng nói của Đường Tử Di nhanh chóng vang lên, Huyền Bình. Giang Nam Thành đã đổi chủ nên giờ còn thu thuế nữa. Hơn nữa, người này còn thu thuế rất cao với đan lâu của chúng ta, mình cứ bán được 10.000 tiền tiên thì phải nộp thuế mất 4.000 rưỡi. Ngô Bình cao mày, gì mà cao thế? Chủ mới là ai? Đường Tử Di, nghe nói do Hoàng Triều Thái Ất cử tới, thành chủ trước kia đã bị giết và tịch thu hết tài sản rồi. Ngô Bình, anh đang ở tiên giới Thái Ất đây rồi, anh sẽ về ngay. Anh thi triển độn thuật, loáng cái đã tiến vào động thiên thanh linh. Ngô Bình về nhà của mình ở Giang Nam Thành thì nhìn thấy bố mình đang bức tức nói gì đó với mẹ mình. Thấy con trai đã về, Lý Niệm Tổ nói, Tiểu Bình, Giang Nam Thành mới xây dựng một nha môn gì đó, không chỉ phải nộp thuế mà còn tịch thu nhà mình, họ bảo cái gì mà tịch thu cửa hàng để sung công, họ hạn cho mình một ngày phải chuyển đi, không sẽ giết bất luận tội. Tuy Ngô Bình cũng thấy bực, nhưng không tỏ thái độ ra ngoài, anh nói, bố đừng lo, con sẽ giải quyết. Sau khi trấn an bố mẹ mình, anh đã đến đan đường tìm nhóm Đường Tử Di. Hiện giờ, đang có cả đống nha dịch đứng ở cửa đan đường, Đường Tử Di đang thương lượng gì đó với họ. Quan gia, nhất định chúng tôi sẽ nộp thuế nên đừng niêm phong cửa hàng. Vì nếu niêm phong rồi thì chúng tôi không làm ăn được, như thế thì lấy đâu ra tiền để đóng thuế. Đi đầu là một tên râu xồm với vẻ mặt hung ác, gã lạnh giọng nói, thành chủ đại nhân đã có lệnh là kiểm cả hết đan dược của các người để xem là thật hay giả. Nếu là giả thì sẽ tịch thu hết. Ngô Bình nghe xong là biết, đây không phải kiểm tra, mà là họ muốn cướp trắng. Anh thờ ơ hỏi, ai định kiểm tra đan lâu của tôi? Thấy Ngô Bình đã về, nhóm Đường Tử Di thở phào một hơi, cảm thấy có chỗ dựa hơn hẳn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 167.